Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 1901, người đổi đối thủ khác đi. Nghe hai từ này, sắc mặt đế quân lập tức thay đổi. Minh Vương, tất nhiên nó không thể quên người này, đây mới chính là chủ nhân thật sự của nó. Đế quân liếc mắt nhìn Diệp Huyên, tại sao chủ nhân lại chọn hắn? Tiểu hồn nói, đó là sự lựa chọn của chủ nhân. Ngoài ra, hắn còn là đệ đệ của Giản Tự Tại, người dám làm hắn bị thương, nữ nhân kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giản Tự Tại. Lúc đế quân nghe đến ba chữ này, trong mắt lập tức ánh lên vẻ kiêng dè. Năm đó, cho dù là thần tộc hay minh tộc, đều vô cùng sợ hãi Giản Tự Tại. Nữ nhân này một khi điên lên, ngay cả người trong tộc mình cũng tàn sát. Đế quân im lặng một lát rồi nhìn sang cô gái tóc trắng ở cách đó không xa, ta không thể gây tổn thương cho hắn. Cô gái tóc trắng cười nói, được thôi, ngươi đổi đối thủ khác đi. Đế quân quay đầu nhìn Nguyên Nhất cách đó không xa, một khắc sau, nó bay thẳng đến chỗ Nguyên Nhất. Nguyên Nhất ở xa xa kia không có cảm xúc gì, một khắc sau, pháp trượng trong tay nàng ấy đột nhiên rung lên, dần dần, từng lưỡi gió bỗng xuất hiện ở xung quanh. Những lưỡi gió này sắc bén như đao phong bình thường, chỗ nó đi qua, không gian đều bị cắt nát. Mà đế quân kia lại để mặc cơ thể đón nhận, nó một đường đấm đá lung tung, những lưỡi gió kia đều bị nó tông nát, mà khi nó đi đến trước mặt Nguyên Nhất bỗng dưng lại biến mất rồi xuất hiện ở cách đấy hơn ngàn trượng. Một khắc sau, xung quanh đế quân đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện, những lôi điện này chẳng mấy chốc đã bao trùm lấy đế quân. Ầm ầm. Không gian bốn phía rung lên từng trận kịch liệt. Cũng không lâu lắm, đế quân đã lao ra khỏi những tia lôi điện kia, ngay sau đó, một cỗ sức mạnh cường đại đã lao đến bao phủ lấy Nguyên Nhất ở cách đó không xa. Nguyên Nhất khép hờ hai mắt lại, cầm pháp trượng trong tay, nhẹ nhàng niệm tiếng, chẳng mấy chốc, từng luồng sức mạnh cực lớn bỗng hội tụ đến từ bốn phía. Một khắc sau, nàng ấy đột nhiên mở hai mắt ra, cầm pháp trượng trong tay hơi điểm nhẹ về trước, phá. Ầm ầm. Một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên bùng phát ngay trước mặt nàng ấy, đế quân thú kia lập tức thối lui ra ngoài mấy trăm trượng. Đế quân vừa mới dừng lại, không gian trước mặt nó đột nhiên sôi sục lên, một khắc sau, Nguyên Nhất cầm pháp trượng trong tay khẽ vung lên, khóa. Chương 1902. Đế quân cũng đã bị đông cứng. Vừa dứt lời, từng sợi xích sắt trong suốt hiện ra khóa chặt lấy đế quân. Xiềng xích không gian. Sau khi bị xích lại, từng đạo lôi điện tựa vũ bảo đổ ầm ầm xuống người đế quân. Nhưng mà không bao lâu, đế quân đột nhiên gầm lên giận dữ, lập tức chấn vỡ được xiềng xích không gian quanh thân. Một khắc sau, nó thả mình nhảy lên, đánh về phía Nguyên Nhất ở cách đó không xa. Nguyên Nhất vẫn vô cảm, nàng ấy xòe tay trái ra, trong lòng bàn tay là một lá bùa màu vàng, sau khi được nàng ấy niệm chú, lá bùa vàng kia bắt đầu rung lên dữ dội. Lúc đế quân vào tới cách chừng một trượng trước mặt Nguyên Nhất thì lá bùa kia đột nhiên bay ra ngoài, một khắc sau, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa bộc phát ra từ trong lá bùa. Ầm. Đế quân bị luồng sức mạnh mẽ kia ép dừng lại ngay tại chỗ, cùng lúc đó, nước biển xung quanh hòn đảo nhỏ đột nhiên bắn lên trời, trong tích tắc, làn nước biển đã nhấn chìm đế quân. Trong nước biển, đế quân điên cuồng giống giận, nó muốn lao ra khỏi nước biển, nhưng đúng lúc này, nước biển lại dần dần đóng thành băng. Một lát sau, toàn bộ nước biển đã kết thành băng tảng, mà đế quân cũng đã bị đông cứng. Thấy cảnh này, trên mặt cô gái tóc trắng vẫn đeo nụ cười nhàn nhạt. Nguyên Nhất liếc nhìn cô gái tóc trắng, sau đó lui về một bên. Diệp Huyên nhìn Nguyên Nhất, nữ nhân này không chỉ mạnh mẽ bình thường thôi đâu. Đúng lúc này, giọng nói của đế khuyển đột nhiên vang lên, cẩn thận. Diệp Huyên vội vã nhìn về phía Nguyên Nhất, cẩn thận. Nguyên Nhất nhìn hắn, một khắc sau, đế quân thú vốn đang bị đông cứng bỗng lao ra khỏi tảng băng, một hơi thở mạnh mẽ bỗng bao trùm khắp không gian nơi đây. Ầm ầm, Nguyên Nhất nháy mắt đã bị đẩy lui ra ngoài hơn ngàn trượng. Mà lúc này đây, quanh thân đế quân thú đang tản ra một hơi thở kỳ dị. Đế khuyển bỗng nói, nó cuồng bạo rồi, cô gái kia sẽ gặp nguy hiểm đấy. Diệp Huyên nhìn về phía đế quân, nó đang vọt thẳng đến chỗ Nguyên Nhất, tốc độ ít nhất phải nhanh gấp đôi so với lúc trước. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Nguyên Nhất cũng phải nghiêm lại, tay cầm pháp trượng của nàng ấy khẽ vung lên,
không gian trước mặt nàng ấy lập tức trở nên hư huyễn. Chẳng mấy chốc, bốn phía đã xuất hiện vô số ngọn lửa thần bí, những ngọn lửa này lập tức nhấn chìm đế quân kia. Nhưng những ngọn lửa này vẫn chưa thể tạo thành vết thương chí mạng cho đế quân. Chương 1903, bắt đầu đại chiến. Đúng lúc này, cô gái tóc trắng kia đột nhiên nhìn sang Diệp Huyên rồi cười nói, kiếm chấn hồn. Đúng là ta không ngờ đến. Diệp Huyên trầm giọng nói, tinh chủ là do ngươi chỉ thị. Cô gái tóc trắng khẽ mỉm cười, ngươi nghĩ thế nào? Diệp Huyên trầm mặc, khỏi phải nói, chắc chắn là nữ nhân này ra lệnh rồi. Nếu không, tinh chủ không thể dù biết rõ bản thân đang ở tình huống bất lợi mà vẫn điên cuồng đâm đầu nhằm vào mình. Nữ nhân này mới thật sự là người đứng sau tấm màn đen. Lúc này, cô gái tóc trắng cười nói, bảo vật này của ngươi là đồ tốt. Phải biết, ta siêu tầm đa số bảo vật trong vũ trụ hỗn độn này, thế nhưng không một thứ nào sánh được với cái tháp kia của ngươi, chỉ bằng đưa nó cho ta đi. Diệp Huyên lạnh lùng nói, nếu không đưa thì sao? Cô gái tóc trắng cười ha ha, qua nhiều năm như vậy, ngươi là nhân loại thứ hai dám đứng trước mặt ta nói như thế. Diệp Huyên hỏi, người thứ nhất là ai? Cô gái tóc trắng nhìn về phía Tiểu Thất, là nàng ta. Nhưng mà, các ngươi đều sẽ phải trả giá rất lớn cho hành vi ngu xuẩn này của mình. Vừa dứt lời, có ba ông lão xuất hiện sau lưng nàng ta. Nhìn ba người này, Tiểu Thất nhẹ giọng nói, ta hiểu rồi. Những năm gần đây ngươi vẫn luôn bồi dưỡng thế lực cho riêng mình. Cô gái tóc trắng cười nói, năm đó khi thần quốc ngươi tàn sát tỷ tỷ của ta, ta đã biết sẽ có ngày các ngươi cũng hạ đao xuống người ta thôi. Nếu là ngàn năm trước, ta thật sự không thể chống lại các ngươi được. Nhưng đáng tiếc, số các ngươi xúi quẩy, gặp phải người không thể địch, tất cả tinh nhuệ của thần quốc đều sẽ ngã xuống. Tiểu Thất gật đầu, đời người lắm chuyện ngoài ý muốn như vậy đấy, nhưng mà, lần này sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn cả. Cô gái tóc trắng cười nói, thật ra các ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn tiêu diệt thần quốc của các ngươi. Đám người các ngươi quá mức mạnh mẽ. Rất khó khống chế. Vừa dứt lời, ba người sau lưng nàng ta bay thẳng đến chỗ đám người Lỗ Phu Tử. Bắt đầu đại chiến. Xung quanh chỉ còn lại Diệp Huyên, Tiểu Thất và Nam Cung Uyển. Tiểu Thất liếc nhìn Nam Cung Uyển, Nam Cung Uyển hơi thi lễ, sau đó thối lui khỏi vùng thế giới này. Nam Cung Uyển là mưu sĩ, chứ không phải chiến sĩ. Sau khi Nam Cung Uyển rời đi, Tiểu Thất nhìn cô gái tóc trắng, người đánh với ta à? Chương 1904, đúng là không có. Cô gái tóc trắng cười nói, ta đã chuẩn bị một đối thủ cho ngươi. Vừa dứt lời, một ông lão gầy guộc đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng ta. Ông lão gầy guộc chỉ có một chân một tay, trên đầu chỉ có hai ba lọn tóc, bộ dạng khiến người ta vô cùng khiếp đảm. Ông lão gầy guộc nhìn Tiểu Thất, vẻ mặt bình tĩnh. Tiểu Thất đột nhiên nở nụ cười. Cô gái tóc trắng cười nói, ngươi cảm thấy ta đang xem thường ngươi à? Không đâu, ta rất coi trọng ngươi. Dù sao ngươi cũng là kiếm tu yêu nghiệt nhất trong vũ trụ hỗn độn này. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta có tính không? Cô gái tóc trắng nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi đừng có mặt dày với ta, lát nữa ta tự mình trừng trị ngươi. Diệp Huyên. Cô gái tóc trắng nhìn về phía ông lão gầy guộc. Cười khẽ, xem ra vũ trụ hỗn độn này đã quên ông rồi. Ông lão gầy guộc khẽ nói, năm đó cô cứu ta một mạng, bây giờ ta sẽ đánh một trận này thay cho cô. Cô gái tóc trắng gật đầu, dù là thắng hay thua, nợ nần của chúng ta coi như xong. Ông lão gầy guộc gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Thất, nhẹ giọng nói, khó có thể tưởng tượng, người chỉ mới mười mấy tuổi. Lúc này, giọng nói của Nam Cung Uyển vang lên từ giữa không trung. Bệ hạ, lão ta là Thủy Nguyên Đế, là cường giả phong đế đầu tiên của vũ trụ hỗn độn này, cũng được ca tụng là người đứng đầu sau thời đại của thần tộc. Thủy Nguyên Đế. Sau khi thời đại của thần tộc qua đi, có một khoảng thời gian nền văn minh võ đạo của vũ trụ hỗn độn này rơi vào trạng thái mù mịt, nhưng điều này không có nghĩa là không có cường giả. Thủy Nguyên Đế, người này chính là sự tồn tại chói mắt nhất ở thời kỳ đó. Bởi vì năm đó lão là người đầu tiên phong đế sau thời kỳ của thần tộc. Thủy Nguyên Đế nhìn Tiểu Thất, ra tay đi. Tiểu Thất lắc đầu. Thủy Nguyên Đế khẽ nhíu mày, ta cũng không có tư cách để ngươi ra tay. Đúng là không có. Vừa dứt lời,
phía sau tiểu thất đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên tay cầm một chiếc quạt, trên mặt là ý cười nhàn nhạt, kẻ hèn này là Cố Trường Võ, một võ sư nho nhỏ của thần quốc. Chương 1905, chắc chắn là quá tự tin. Võ sư, Cố Trường Võ này cũng không phải võ sư bình thường, ông ấy là võ sư của tất cả quân đội thần quốc, bao gồm cả thần võ quân thần bí nhất và ám vệ quân của thần quốc. Quan trọng nhất là ông ấy cũng là một trong những người thầy của tiểu thất. Thủy Nguyên Đế liếc nhìn Cố Trường Võ, sang nơi khác đi. Vừa nói xong, lão đã biến mất không thấy đâu. Cố Trường Võ nhìn cô gái tóc trắng ở cách đó không xa, bệ hạ nên cẩn thận. Nói xong, ông ấy cũng biến mất. Xung quanh chỉ còn lại ba người. Diệp Huyên, tiểu thất và cô gái tóc trắng. Cô gái tóc trắng vẫn treo nụ cười nhạt. Nàng ta nhìn Diệp Huyên tiếp hai chiêu. Diệp Huyên trầm mặc. Cô gái tóc trắng cười nói, không dám. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, có phải ngươi thấy ta dễ ức hiếp lắm đúng không? Cô gái tóc trắng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, sang nơi khác đánh. Cô gái tóc trắng cười hỏi, đến đâu? Diệp Huyên đáp, vào tháp của ta đánh đi. Ta đảm bảo không đánh chết ngươi. Tiểu thất, vào tháp đánh. Cô gái tóc trắng đột nhiên cười ha ha, Diệp Huyên, người đúng là không biết xấu hổ. Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, nhưng ta bằng lòng vào tháp với ngươi. Vào tháp, Diệp Huyên trầm ngâm một lúc. Hắn không ngờ rằng, cô gái tóc trắng này lại thật sự bằng lòng vào trong tháp với hắn. Là đối phương quá tự tin hay quá ngạo mạn? Chắc chắn là quá tự tin. Bởi vì cô gái tóc trắng này xem ra cũng không giống với một kẻ ngu dốt cho lắm. Chương 1906, ta cũng không có ý định đánh nhau với hắn. Thấy Diệp Huyên trầm lặng, cô gái tóc trắng cười nói, sợ rồi. Diệp Huyên lắc đầu, sợ cái gì chứ? Đi thôi. Lúc này, tiểu thất chợt nói, ta cũng đi. Diệp Huyên nhìn về phía tiểu thất, hắn gật đầu, cùng vào luôn đi. Dứt lời, ba người chợt biến mất cùng lúc. Trong tháp giới ngục, cô gái tóc trắng nhìn bốn xung quanh. Nhẹ giọng nói, đây chính là thứ đến từ ngũ duy sao. Tiểu thất cũng quan sát bốn xung quanh. Lúc này, ánh mắt của cô gái tóc trắng bỗng dừng lại chỗ Tiểu Linh Nhi cách đó không xa. Tiểu Linh Nhi nhìn cô gái tóc trắng, trong mắt mang theo sự đề phòng. Cô gái tóc trắng nhẹ giọng nói, bản nguyên chi linh. Tiểu Linh Nhi nhìn cô gái tóc trắng, cô không phải người. Cô gái tóc trắng cười nói, ta đúng là không phải nhân tộc. Tiểu Linh Nhi do dự một lúc, sau đó nói, mấy người có thể đến chỗ khác đánh nhau không? Nàng ta sợ, sợ mấy người này đánh nhau ở đây sẽ làm hỏng linh thụ của mình. Cô gái tóc trắng cười nói, đến chỗ khác đánh thì có lẽ đại ca của ngươi sẽ không có bất kỳ phần thắng nào rồi. Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, nàng ta do dự một lúc rồi nói, ca ca, huynh không đánh lại nàng ta đâu. Nàng ta và cô gái tóc trắng là đồng loại nên có thể cảm nhận được rốt cuộc cô gái tóc trắng mạnh cỡ nào. Cô gái tóc trắng đột nhiên cười nói, ta cũng không có ý định đánh nhau với hắn. Dứt lời, lòng bàn tay nàng ta mở ra, trong phút chốc, toàn bộ tháp giới ngục bắt đầu rung chuyển. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Diệp Huyên hơi híp lại, người con gái này đang cố gắng thu phục tháp giới ngục. Mà đúng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái tóc trắng. A Việt. A Việt nhìn cô gái tóc trắng, cút ra ngoài. Cô gái tóc trắng nhếch miệng nở một nụ cười, không. A Việt chợt nói, quý vị. Dứt lời, đạo tắc đại địa và đạo tắc mộng cùng với đạo tắc không gian bỗng ẩn vào giữa hàng lông mày của Diệp Huyên, không chỉ ba đạo tắc này mà A Việt cũng thế. Chương 1907. Chúng ta hãy giết chết nàng ta. Trong nháy mắt, hai mắt Diệp Huyên trợn tròn. Lúc này giọng nói của A Việt vang lên từ trong đầu hắn, kích hoạt tháp giới ngục. Diệp Huyên vội vàng nghe theo, không lâu sau tháp giới ngục đã được kích hoạt. Trên đỉnh đầu cô gái tóc trắng bất tình lình xuất hiện một chữ tù hư ảo màu đỏ như máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt cô gái tóc trắng lập tức thay đổi, ngay sau đó, nàng ta rời ngay khỏi tháp giới ngục. Nhưng chữ tù màu đỏ như máu đó vẫn cứ ở trên đỉnh đầu nàng ta. Diệp Huyên cũng ra khỏi tháp giới ngục, hắn nhìn cô gái tóc trắng gần trước mặt, lúc này, hắn cảm thấy trong cơ thể mình có một luồng sức mạnh thần bí. Luồng sức mạnh này khiến hắn cảm thấy mình có thể kiểm soát tất cả.
Sắc mặt Diệp Huyên đột nhiên trở nên dữ tợn, nhưng chính tại lúc này, luồng sức mạnh đó chợt biến mất, còn A Việt và mấy đạo tắc kia đã quay vào trong tháp. Diệp Huyên ngây người ra một lúc, sau đó nói, đừng dừng lại. Chúng ta hãy giết chết nàng ta. A Việt không hề đáp lại mà quay về tầng 5. Diệp Huyên. Cô gái tóc trắng ở trước mặt nhìn Diệp Huyên rồi nói, quả nhiên nó đã nhận ngươi làm chủ. Lúc này sắc mặt nàng ta có vẻ nghiêm trọng, bởi vì trong giây phút vừa rồi nàng ta đã cảm nhận được mối nguy hiểm. Diệp Huyên nhìn về phía tiểu thất cô nương, ta nghĩ không cần phải phí lời với nàng ta nữa. Tiểu thất gật đầu, nàng ta nhìn cô gái tóc trắng rồi đột nhiên biến mất. Xoẹt! Một tia kiếm quang chợt lóe lên. Mà dường như cùng lúc đó, cô gái tóc trắng cũng đột nhiên lui về phía sau cả nghìn dặm, thế nhưng ánh kiếm này vẫn ở trước mặt nàng ta. Bấy giờ, hai tay cô gái tóc trắng hợp lại, kẹp lấy ánh kiếm kia, nhưng ngay sau đó. Cô gái tóc trắng lùi về phía sau mấy nghìn dặm. Lần này nàng ta còn lùi ra xa khỏi tầm mắt của Diệp Huyên. Mà đúng lúc này, không gian ở đây bỗng nhiên trở nên hư ảo. Sắc mặt Diệp Huyên nghiêm lại. Cái này do chiêu kiếm đó tạo ra. Chương 1908. Phân tách. Đây là một không gian được mở ra, mà không gian này lại không thể chịu được chiêu kiếm của tiểu thất. Không lâu sau, không gian đã hoàn toàn hư ảo, tất cả mọi người đều xuất hiện trong tinh không mênh mông. Mà cô gái tóc trắng đó không biết từ lúc nào đã tới gần trước mặt tiểu thất, nàng ta nhìn tiểu thất chiêu kiếm này thật lợi hại. Dứt lời. Nàng ta đột nhiên đánh một quyền về phía tiểu thất. Một quyền rất nhẹ nhàng bình lặng, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh hủy trời diệt đất. Cách đó không xa, khuôn mặt tiểu thất không chút cảm xúc, cơ thể nàng ta bỗng trở nên hư ảo. Ngay sau đó, luồng sức mạnh khủng bố mà cô gái tóc trắng phóng ra lập tức bị cắt xé, mà cùng lúc này cô gái tóc trắng lại lần nữa bị đánh lùi ra xa gần nghìn dặm. Cô gái tóc trắng vừa dừng lại thì tiểu thất đột nhiên rút kiếm. Xoẹt! Một đường kiếm khí phá vỡ khoảng không. Đường kiếm khí này dường như muốn xé rách tinh không này ra vậy, vô cùng kinh khủng. Ở tận cùng phía xa xa, lòng bàn tay cô gái tóc trắng mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép về phía trước, vạn vật tụ. Ầm ầm. Không gian trước mặt nàng ta đột nhiên rung chuyển kịch liệt, trong phút chốc, một luồng sức mạnh thần bí ra sức chặn lại đường kiếm khí đó. Lúc này cô gái tóc trắng lại nói, phân tách. Dứt lời. Đường kiếm khí đó trực tiếp bị tách ra rồi biến mất trong tích tắc. Xa xa, tiểu thất chậm rãi bước về phía cô gái tóc trắng. Cô gái tóc trắng khẽ cười, nếu như ngươi muốn nghịch thiên thì chút thực lực này e là không đủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1909. Vì vậy mà vũ trụ này cần phải hy sinh. Tiểu thất bỗng nhiên biến mất. Nụ cười của cô gái tóc trắng cứng lại, ngay sau đó cả người nàng ta trực tiếp trở nên hư ảo. Mà lúc này, tiểu thất đã xuất hiện ở phía sau nàng ta. Chết rồi. Diệp Huyên ở gần đó ngây cả người. Không phải cứ như vậy mà hết rồi chứ. Mà lúc này, không biết từ lúc nào cô gái tóc trắng đã xuất hiện ở chỗ bản nguyên của tiểu thất đang đứng. Tiểu thất xoay người nhìn về phía cô gái tóc trắng. Cô gái tóc trắng nhẹ giọng nói, vậy mà lại chém mất một phần phân thân của ta rồi. Phân thân. Cách đó không xa, sắc mặt Diệp Huyên đông cứng lại, hắn không ngờ rằng thứ mà vừa nãy tiểu thất chém đi lại chỉ là một phần phân thân của cô gái tóc trắng. Xảy ra vấn đề rồi. Bây giờ người ở trước mặt là phân thân hay là bản thể đây? Diệp Huyên nhìn về phía tiểu thất, còn tiểu thất đi về phía cô gái tóc trắng, nàng ta bước rất chậm rất chậm. Cô gái tóc trắng nhìn tiểu thất, vừa cười vừa nói, không thể không nói. Người đúng là người yêu nghiệt nhất trong vũ trụ hỗn độn bao nhiêu năm nay. Cho dù đặt ngươi ở thời đại thần tộc, người cũng có thể ngạo mạn xưng hùng xưng bá rồi. Tiểu thất nhẹ giọng nói, thế giới này không cần thiên đạo. Cô gái tóc trắng vừa cười vừa nói, không có ta. Cũng sẽ có thiên đạo khác, ví dụ như ngươi, nếu như ta thua, ngươi chính là thiên đạo kế tiếp. Tiểu thất lắc đầu, ta sẽ không làm thiên đạo. Cô gái tóc trắng nhìn tiểu thất, người có biết loài người các ngươi có lòng tham không đáy cỡ nào không? Mỗi một thế giới hủy diệt đều là vì lòng tham của loài người các ngươi. Nếu như không phải là ta không chế thì vũ trụ hỗn độn này sớm đã không còn rồi. Tiểu thất nhìn cô gái tóc trắng,
nhẹ giọng nói, loài người cần sinh tồn. Mà cần sinh tồn thì phải tu luyện, mà cần tu luyện thì phải hút linh khí, đây chính là chuyện bất khả kháng. Cô gái tóc trắng cười khẩy, vì vậy mà vũ trụ này cần phải hy sinh. Tiểu thất lắc đầu, không có đúng với sai, mọi người đều phải sinh tồn, không phải là người chết thì là ta chết. Trừ phi, tất cả loài người và sinh linh diệt vong, nếu không thì kết cục cuối cùng của vũ trụ cũng sẽ đi đến hủy diệt. Cô gái tóc trắng nhìn tiểu thất, không có loài người các ngươi, vũ trụ sẽ tồn tại lâu hơn. Tiểu thất nói, ngươi không có tư cách nhận xét đúng sai, bởi vì ngươi cũng đang hấp thu bản nguyên của vũ trụ này, hơn nữa còn khống chế bản nguyên của vũ trụ này và một số linh khí đặc biệt. Ngươi cũng chẳng khác gì so với loài người bọn ta. Chương 1910. Một chiêu kiếm rất nhẹ nhàng. Cô gái tóc trắng lạnh lùng nói, ta không tu luyện, khác nào để mặc loài người các ngươi sâu xé. Tiểu thất nói, loài người không tu luyện thì cũng sẽ bị các ngươi sâu xé. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía cô gái tóc trắng, ta là loài người, ta là thần chủ của thần quốc, ta chiến đấu vì con dân của thần quốc, cũng đứng về phía loài người. Dứt lời, nàng ta đột nhiên rút kiếm. Xoẹt! Một đường kiếm khí chợt lóe lên. Trong phút chốc, cơ thể của cô gái tóc trắng bỗng trở nên hư ảo. Nhưng ngay sau đó, cơ thể hư ảo đó lại ngưng kết lại. Cô gái tóc trắng nhìn tiểu thất, đang định nói gì đó thì tiểu thất bỗng xuất kiếm. Kiếm vụt qua khoảng không, cơ thể cô gái tóc trắng lập tức bị chém làm hai, nhưng sau đó lại ngưng kết lại. Tiểu thất dừng lại. Cô gái tóc trắng nhìn tiểu thất, vừa cười vừa nói, thật ra ngươi nói không sai. Lập trường của chúng ta không giống nhau, ta có thể nói cho ngươi biết, đợi đến khi tiêu diệt ngươi xong, ta sẽ chỉnh đốn lại vũ trụ hỗn độn này. Lúc đó, ta muốn vũ trụ hỗn độn này không còn loài người thật sự quá đáng ghét. Tiểu thất nhẹ giọng nói, vậy ngươi cần phải giết ta trước đã. Cô gái tóc trắng gật đầu, chắc chắn phải giết ngươi. Ngươi là người đáng ghét nhất. Dứt lời, hai tay nàng ta hợp lại, trong giây lát, không gian trước mặt nàng ta bị xé nứt ra. Không lâu sau, một bàn tay khổng lồ đen xì vồ ra từ trong không gian bị nứt ra đó. Gương mặt tiểu thất không chút cảm xúc, nàng ta giơ tay lên xuất kiếm. Một chiêu kiếm rất nhẹ nhàng. Nhưng chiêu kiếm này đã chém nát bàn tay khổng lồ kia. Cùng lúc đó, một đường kiếm khí lập tức xuyên qua giữa lông mày của cô gái tóc trắng. Xoẹt! Sau khi kiếm khí xuyên qua giữa lông mày của cô gái tóc trắng thì vẫn chưa dừng lại. Nó phá vỡ khoảng không, rất nhanh đã biến mất ở nơi tận cùng của tinh không. Mà lúc này, cơ thể của cô gái tóc trắng đã từ hư ảo rồi lại ngưng tụ lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, người con gái này không thể giết chết được sao? Cô gái tóc trắng nhìn tiểu thất, cười nói, ta chính là thiên đạo của nơi đây, chỉ cần vũ trụ này chưa diệt thì ta cũng sẽ không chết. Dù cho kiếm đạo của ngươi thần thông thì ngươi cũng không thể giết chết được ta, ngươi hiểu chứ? Chương 1911. Không dám đón lấy kiếm của tiểu thất. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, chiêu này của ngươi học thế nào? Ta cũng muốn học. Cô gái tóc trắng nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp Huyên, đợi ta xử lý nàng ta này xong thì sẽ đến ngươi. Chuyện ngươi cướp lấy bản nguyên chi khí của ta trước đây, ta vẫn còn nhớ đấy. Diệp Huyên. Đúng lúc này, tiểu thất gần đó chợt nói, cho ta mượn kiếm của ngươi dùng một lát. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó hắn bấm tay một phát, kiếm Thiên Chu xuất hiện trước mặt tiểu thất. Tiểu thấy cầm lấy Thiên Chu, nàng ta nhìn về phía cô gái tóc trắng, không biết thanh kiếm này có thể giết chết ngươi không? Giờ phút này, ý cười trên gương mặt cô gái tóc trắng hoàn toàn biến mất. Lạnh lẽo, cô gái tóc trắng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ánh mắt tựa như kiếm. Có thể giết người. Tiểu thất ở bên cạnh bỗng nói, có những lúc vẫn phải dùng đồ bên ngoài một chút. Diệp Huyên. Kiếm Thiên Chu. Lúc tiểu thất cầm lấy thanh kiếm này, sắc mặt cô gái tóc trắng đó rốt cuộc cũng thay đổi. Ở vũ trụ hỗn độn này, nàng ta thật sự là người không thể giết chết. Nhưng nếu như có thêm thanh kiếm này, vậy thì sẽ khác hoàn toàn. Thiên Chu. Nếu như nói kiếm chấn hồn chuyên nhắm vào linh hồn thì kiếm Thiên Chu lại chuyên nhắm vào linh vật như thiên đạo. Đúng lúc này, tiểu thất bỗng nhiên biến mất. Xoẹt! Một đường ánh kiếm chợt lóe lên ở đây. Cách đó không xa, sắc mặt người con gái tóc trắng hơi thay đổi. Ngay sau đó,
cả người nàng ta đã lui ra xa cả nghìn dặm. Không dám đón lấy kiếm của Tiểu Thất. Tiểu Thất bước chậm rãi đến chỗ cô gái tóc trắng, nàng ta bước rất chậm, nhưng cơ thể nàng ta đã dần trở nên hư ảo. Nhanh đến mức cực hạn. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía cô gái tóc trắng, ở đó nàng ta vẫn đang lùi liên tục ra xa. Chương 1912, Tiểu Thất xuất kiếm. Nàng ta vẫn không dám đón lấy thanh kiếm của Tiểu Thất. Lúc này, Tiểu Thất dừng lại, nàng ta đột nhiên quay đầu nhìn đế quân thú gần đó, bấy giờ Nguyên Nhất đang chiến đấu ác liệt với đế quân thú. Tiểu Thất liếc nhìn cô gái tóc trắng, ngay sau đó nàng ta chém một phát vào phía bên phải. Cách đó nghìn trượng. Đế quân thú đó lập tức bị một đường ánh kiếm chém bay xa cả mấy nghìn trượng. Mà nó vừa mới dừng lại, cả cơ thể nó trực tiếp nứt toác ra, máu tươi bắn tung tóe. Đế quân thú nhìn về phía Tiểu Thất, trong mắt mang đầy vẻ kiêng dè sâu sắc. Phòng ngự của nó vô cùng khủng bố, thế nhưng trước mặt nàng ta này, lớp phòng ngự của nó giống như tờ giấy vậy. Đặc biệt là khi nàng ta này còn cầm theo kiếm Thiên Chu. Tiểu Thất không để ý đến đế quân thú, nàng ta chỉ nhìn vào cô gái tóc trắng gần trước mặt, cô gái tóc trắng lúc này đang nhìn chằm chằm vào nàng ta. Tiểu Thất cũng không nói gì cả, nàng ta đột nhiên biến mất, một đường ánh kiếm chợt lóe lên. Nhanh đến cực hạn, chiêu kiếm này vừa chém ra, hai mắt cô gái tóc trắng lập tức nheo lại, ngay sau đó, nàng ta lùi liên tiếp về phía sau. Mà đường ánh kiếm đó bám giết theo nàng ta như ong bâu. Đúng lúc này, cô gái tóc trắng lật tay lại, trong tay nàng ta đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương màu đen, nàng ta nắm lấy trường thương đâm về phía trước. Ầm ầm. Không gian xung quanh rung chuyển kịch liệt, trường thương trong tay cô gái tóc trắng lập tức nứt toác, sức mạnh cực lớn khiến nàng ta lùi về sau gần nghìn trượng. Cô gái tóc trắng nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất, nàng ta đưa tay nắm chặt, trong phút chốc, trong lòng bàn tay nàng ta xuất hiện một thanh trường xích màu đen. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái tóc trắng. Cô gái tóc trắng cầm trong tay trường xích rồi đập mạnh một cái. Tiểu Thất xuất kiếm. Trong phút chốc, một luồng sức mạnh cực lớn nổ tung trước mặt hai người. Cô gái tóc trắng lùi ra xa cả mấy nghìn trượng, mà nàng ta vừa dừng lại, trường xích trong tay trực tiếp giãn ra. Mặc dù không vụn hoàn toàn, nhưng vết nứt đã trải rộng, có thể nói là hỏng hoàn toàn. Chương 1913, Thiên Cơ Tông. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt cô gái tóc trắng trầm xuống. Thanh trường xích này cũng không phải là bảo vật đạo cảnh bình thường, mà là bảo vật đạo cảnh thượng cổ, nhưng vẫn không ngăn được thanh kiếm kia. Cô gái tóc trắng nhìn Tiểu Thất, lúc này Tiểu Thất chợt biến mất, tốc độ của nàng ta quá nhanh rồi. Cơ thể của cô gái tóc trắng run lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Tiểu Thất dừng lại, nàng ta hơi cau mày rồi nhìn lướt bốn xung quanh, bấy giờ cô gái tóc trắng đã không còn ở đây nữa rồi. Đi đâu rồi? Tiểu Thất từ từ nhắm mắt lại, Thiên Cơ Tông. Một lát sau, giọng nói của Nam Cung Uyển vang lên trong đầu Tiểu Thất, nàng ta vẫn chưa rời khỏi đây. Tiểu Thất ngẩng đầu lên nhìn bốn xung quanh, nhẹ giọng nói, không ra đây đúng không? Không đáp lại. Tiểu Thất đột nhiên xoay người đánh một phát kiếm. Xoẹt. Cách đó không xa, Mộc Chi Ngũ Hành bị chiêu kiếm này chém nát. Tiểu Thất vẫn chưa dừng lại, nàng ta đổi tay rồi đánh ra một phát kiếm nữa. Cách đó mấy ngàn dặm, một đám lửa lập tức nổ tung, sau đó hóa thành hư vô. Trong phút chốc, Thánh Linh Ngũ Hành trực tiếp bị nàng ta chém chết. Còn đám người Thủy Nguyên Đế còn lại thì dồn dập lui về phía sau, không còn ham chiến nữa. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiểu Thất đang cầm kiếm Thiên Chu đó. Tiểu Thất bước chậm rãi đến chỗ đám người Thủy Nguyên Đế, có biết tâm tích của nàng ta không? Thủy Nguyên Đế trầm giọng nói, bệ hạ, nàng ta đã là một thể với vũ trụ này, nếu như người giết nàng ta thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới này. Tiểu Thất nhẹ giọng nói, chuyện này các hạ không cần phải lo. Thần quốc ta sẽ xử lý ổn thỏa tất cả. Thủy Nguyên Đế liếc nhìn Tiểu Thất, không nói gì cả. Đúng lúc này, tinh không xung quanh đột nhiên rung chuyển. Không lâu sau, bốn phía xuất hiện từng bức màn ánh sáng quỷ dị. Những màn ánh sáng này khóa tất cả mọi người ở đây lại giống như một cái lồng giam. Tiểu Thất giơ tay chém một phát kiếm. Xoẹt! Một đường ánh kiếm chém lên bức màn ánh sáng đó.
Chương 1914. Là đạo tắc ngũ duy. Màn ánh sáng rung chuyển kịch liệt rồi nứt ra, nhưng ngay sau đó lại hồi phục như bình thường. Trận pháp. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, trên những bức màn ánh sáng xung quanh đó đều lấp lóe phù văn kỳ dị. Đúng lúc này, Hướng Kình đột nhiên nói, không hay rồi, tuổi thọ của chúng ta đang trôi đi. Tuổi thọ trôi đi. Mọi người ở đó đều hoảng sợ. Mà lúc này đám người Thủy Nguyên Đế đó đột nhiên biến mất tăm. Bên trong trận pháp, tuổi thọ của tất cả mọi người đang trôi đi với tốc độ rất nhanh. Tiểu Thất bước về phía trước một bước rồi chém một phát. Xoẹt. Một bức màn ánh sáng trước mặt trực tiếp bị chia cắt ra, nhưng ngay sau đó nó đã nhanh chóng liền lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiểu Thất cau mày lại. Bấy giờ, nàng ta đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, đạo tắc không gian. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó lấy đạo tắc không gian ra. Tiểu Thất nói, thay đổi không gian nơi đây. Diệp Huyên gật đầu, sau đó bắt đầu sử dụng đạo tắc không gian thay đổi không gian xung quanh. Thế nhưng rất nhanh sau đó, bốn phía xuất hiện một luồng sức mạnh thần bí, luồng sức mạnh này bắt đầu củng cố không gian xung quanh. Nhưng Diệp Huyên vốn nắm giữ đạo tắc không gian nên rất dễ dàng gây dựng lại không gian ở đó. Mà sau khi không gian thay đổi, những màn ánh sáng xung quanh cũng bắt đầu tách ra, chẳng mấy chốc đã biến mất hẳn. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Hướng Kình dồn dập nhìn về phía Diệp Huyên. Không thể không nói, Diệp Huyên khiến bọn họ hơi kinh ngạc rồi. Đúng lúc này, cô gái tóc trắng chợt xuất hiện trước mặt đám người Diệp Huyên. Cô gái tóc trắng nhìn Diệp Huyên, đạo tắc của ngũ duy. Có thể dễ dàng phá vỡ đạo tắc không gian của nàng ta như thế thì chỉ có đạo tắc ngũ duy. Diệp Huyên gật đầu, là đạo tắc ngũ duy. Cô gái tóc trắng nhìn Diệp Huyên, người thật sự rất đáng ghét. Ngay từ đầu ta nên hiện thân để giải quyết ngươi. Diệp Huyên cười nói, thật ra ta cũng không có ác ý gì với ngươi thật đấy. Lần này ta tới cũng chỉ để hoàn thành chuyện đồng ý với Tiểu Thất. Nhưng ta không ngờ rằng ngươi sớm đã nhắm vào ta. Ta không thể hiểu nổi, sức hấp dẫn của tòa tháp này thật sự lớn như thế sao? Ngay cả một người như ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Chương 1915. Xem ra người sớm đã có chuẩn bị. Cô gái tóc trắng nhẹ nhàng nói, sức hấp dẫn không lớn. Vậy thì ngươi cho ta đi. Lòng bàn tay Diệp Huyên mở ra, tháp giới ngục hiện trong tay hắn. Diệp Huyên nhìn cô gái tóc trắng, nhìn thấy chưa? Ta ném đi chứ cũng không đưa cho ngươi. Nói xong, hắn ném tháp giới ngục xuống phía dưới. Mọi người. Cô gái tóc trắng nhìn Diệp Huyên, sắc mặt u ám một cách đáng sợ. Mà đúng lúc này tháp giới ngục đó đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng đen đánh vào người Diệp Huyên. Diệp Huyên lập tức bị đánh bay. Tháp giới ngục vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục đánh về phía Diệp Huyên. Xa xa, Diệp Huyên vội vàng nói, đại ca, ta nói đùa thôi mà. Huynh đừng như vậy. Phía cuối chân trời, từng tiếng nổ vang lên không ngớt. Chấm chấm chấm. Tiểu Thất nhìn cô gái tóc trắng, đến lúc kết thúc rồi. Dứt lời, kiếm thiên chu trong tay nàng ta bỗng rung lên kịch liệt, ngay sau đó cơ thể cô gái tóc trắng cũng run sợ một hồi. Kiếm thiên chu. Năm đó thanh kiếm này dùng để chém trời. Tiểu Thất đang định xuất kiếm thì phía tận cùng của tinh không chợt xuất hiện một luồng khí tức cực mạnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô gái tóc trắng hơi cong khóe miệng, hình như ngươi không thể giết được ta rồi. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn về tận cùng của tinh không, phía tận cùng của tinh không mênh mông đó, một bóng người đang xông đến chỗ này. Sức mạnh của luồng khí tức đó khiến sắc mặt tất cả mọi người phía sau Tiểu Thất đều trở nên nghiêm trọng. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn bóng người đó, nhẹ giọng nói, xem ra người sớm đã có chuẩn bị. Cô gái tóc trắng cười nói, ngươi nói xem. Tiểu Thất lắc đầu rồi nở nụ cười, ngươi cho rằng như thế này là có thể ngăn cản được ta sao? Ngây thơ quá rồi, người ta muốn giết thì không ai có thể ngăn cản được. Thật sao? Lúc này, luồng khí tức cực mạnh đó đã xuất hiện trước mặt Tiểu Thất. Chương 1916, âm thanh từ kiếm rung chuyển cả bầu trời. Đó là một người đàn ông trung niên, bên hông ông ta dắt một thanh kiếm. Kiếm Nam Sơn, tông chủ kiếm tông trong thời kỳ đỉnh cao nhất của kiếm tông trước kia. Kiếm Nam Sơn, nhìn thấy người này. Sắc mặt Nam Cung Uyển trầm xuống, không ngờ được, nhân vật nổi tiếng lâu năm như vậy lại xuất hiện ở đây.
người này cũng không phải là nhân vật của thời đại này. Kiếm Nam Sơn nhìn Tiểu Thất, gã đang định nói thì Tiểu Thất tiến lên một bước về phía trước, xuất kiếm. Vù! Trong sân có thứ gì đó rách toạc như bị xé nát. Khoảnh khắc khi Tiểu Thất tung chiêu, kiếm bên hông kiếm nam bỗng bay cũng vụt ra khỏi vỏ. Kiếm như tia chớp, tốc độ vô cùng nhanh. Ầm! Một loạt kiếm quang từ trước mặt Tiểu Thất và kiếm Nam Sơn bùng nổ, trong chớp mắt, kiếm Nam Sơn đã lùi lại đến trăm trượng. Mà Tiểu Thất cũng lùi ra xa gần trăm trượng. Kiếm Nam Sơn nhìn Tiểu Thất, ánh mắt lần đầu tiên có vẻ nghiêm trọng, kiếm thần. Gã kinh ngạc không phải vì Tiểu Thất là kiếm thần, mà bởi vì tuổi của Tiểu Thất. Còn nhỏ như vậy mà đã đạt đến kiếm thần, chuyện này không thể dùng từ kinh khủng để hình dung được nữa. Tiểu Thất vẫn không nói gì, đột nhiên nàng ta biến mất. Vù! Âm thanh từ kiếm rung chuyển cả bầu trời. Cách đó không xa, kiếm Nam Sơn khẽ nheo mắt, tay phải giữ chặt chuôi kiếm, ngay sau đó gã rút mạnh ra. Vù! Một luồng kiếm quang chém mạnh từ trên xuống. Lúc này, trong sân đột nhiên vang lên âm thanh của Tiểu Thất phá. Sau khi Tiểu Thất vừa dứt lời, kiếm quang kia của kiếm Nam Sơn trong nháy mắt đã tan vỡ, thứ cũng bị vỡ nát còn có cả kiếm của kiếm Nam Sơn. Thấy vậy, cô gái tóc trắng ở gần đó lập tức nhíu chặt mày. Chương 1917, lần này lại lùi đến cả nghìn dặm. Kiếm Nam Sơn nhìn thanh kiếm trong tay Tiểu Thất, kiếm tốt. Vẻ mặt Tiểu Thất vô cảm, nàng ta nhẹ nhàng vung tay, kiếm Thiên Chu lập tức bay trở về trước mặt Diệp Huyên. Tiểu Thất nhìn kiếm Nam Sơn, không ức hiếp ngươi. Vừa dứt lời, chân trái nàng ta đạp nhẹ xuống. Vù! Dưới chân, kiếm quang chợt lóe sáng. Ở phía xa, kiếm Nam Sơn mở lòng bàn tay, một luồng kiếm quang bay ra từ trong bàn tay gã. Kiếm quang nhanh như chớp, xé rách không gian. Ầm! Ở trước mặt hai người, hai luồng kiếm quang lập tức bùng nổ. Mà ngay lúc ấy, đột nhiên Tiểu Thất tung người nhảy lên, một luồng kiếm quang từ trên đỉnh đầu kiếm Nam Sơn chém xuống. Ầm! Trong chốc lát, kiếm Nam Sơn trực tiếp bị đẩy lùi hàng nghìn trượng. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên chỉ vào kiếm Nam Sơn từ trong không trung chém. Một chữ vừa thốt ra thì kiếm quang bỗng chốc đã chém xuống từ trên đỉnh đầu kiếm Nam Sơn. Ở phía xa, kiếm Nam Sơn khẽ nhếch miệng cười, khá thú vị. Vừa dứt lời, gã đạp mạnh chân xuống. Ầm! Toàn bộ tinh không rung chuyển kịch liệt, ngay sau đó, gã hóa thành một luồng kiếm quang phóng thẳng lên trời. Ầm! Luồng kiếm quang trong không trung kia của Tiểu Thất lập tức vỡ tan. Nhưng ngay khi đó, Tiểu Thất chợt biến mất. Ầm! Ở phía xa, trong chớp mắt kiếm Nam Sơn đã lùi ra xa nghìn trượng. Mà khi gã còn chưa kịp dừng lại thì hàng loạt kiếm quang đã đánh nát vị trí của kiếm Nam Sơn chỉ trong chớp mắt. Ầm! Kiếm Nam Sơn lại lùi lại. Lần này lại lùi đến cả nghìn dặm. Nhưng khi đó, Tiểu Thất chậm rãi nhắm hai mắt lại, im lặng phút chốc, nàng ta đột nhiên mở bừng hai mắt, tay phải trên không điểm về phía kiếm Nam Sơn, nhất kiếm nhân tung diệt. Vù! Một tia kiếm quang mỏng manh như sợi tóc bay ra từ đầu ngón tay Tiểu Thất. Kiếm quang đi đến đâu không gian nơi đó lập tức trở nên hư ảo. Chương 1918. Sao lại không giết ta? Thấy vậy, mọi người trong sân đều mang vẻ mặt nặng nề. Bởi vì những nơi không gian hư ảo kia đều lập tức biến mất rồi. Trực tiếp bị một kiếm này chém nát, cho dù là đạo tắc không gian của thiên đạo cũng không thể nào khôi phục được. Thấy một kiếm này của Tiểu Thất, sắc mặt kiếm Nam Sơn lập tức nghiêm trọng. Gã vẫn không cầm lấy kiếm bên hông. Bởi vì Tiểu Thất cũng không dùng kiếm. Nếu bản thân lấy kiếm ra thì đã thua ngay từ khí thế rồi. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, kiếm Nam Sơn từ từ nhắm mắt lại, trước mặt gã đột nhiên xuất một thanh kiếm hư ảo, ngay sau đó gã điểm ngón tay vào chuôi kiếm của thanh kiếm hư ảo đó. Vù! Tiếng kiếm chợt vang vọng khắp sân. Thanh kiếm hư ảo trực tiếp bay ra. Kiếm này tựa như muốn đâm vỡ cả tinh không này, vô cùng mạnh. Mà lúc này, kiếm quang kia của Tiểu Thất đã đến. Ầm! Cả tinh không đột nhiên run rẩy dữ dội, trong chớp mắt, thanh kiếm hư ảo kia của kiếm Nam Sơn lập tức nổ tung, mà kiếm quang của Tiểu Thất thì vẫn còn. Kiếm quang tiến thẳng một mạch, chém thẳng kiếm Nam Sơn. Vẻ mặt kiếm Nam Sơn không hề thay đổi, gã bước một bước lên trước, điểm ngón tay lên kiếm quang.
Ầm, kiếm quang mạnh mẽ bị gã điểm vào cũng phải dừng lại. Mà ngay lúc này, đột nhiên Tiểu Thất đã xuất hiện ở trước mặt kiếm Nam Sơn. Kiếm Nam Sơn khẽ nheo hai mắt, ngay sau đó, không gian xung quanh hai người bị hàng loạt kiếm quang bao trùm, cứ như vậy rằng có khoảng chừng một khắc đồng hồ thì những kiếm quang đó biến mất, kiếm quang của Tiểu Thất cũng phóng ra từ trong đó. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt cô gái tóc trắng lập tức u ám. Mà những cao thủ của thần quốc thì lại thở phào nhẹ nhõm. Sau lưng Tiểu Thất, kiếm quang dần biến mất, kiếm Nam Sơn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này kiếm Nam Sơn đã bị chặt đứt hai cánh tay nhưng người thì vẫn còn sống sót. Kiếm Nam Sơn nhìn Tiểu Thất, sao lại không giết chết ta? Tiểu Thất dừng bước, sao lại bảo vệ thiên đạo? Kiếm Nam Sơn trầm mặc một lúc, sau lại nói, năm đó đã từng nhận ân huệ của nàng ấy. Tiểu Thất gật đầu, người đã báo ân, có thể rời đi. Kiếm Nam Sơn lại hỏi, sao lại không giết ta? Tiểu Thất nhẹ giọng nói, kiếm tu không còn nhiều, kiếm tu hùng mạnh thì lại không còn được mấy người. Kiếm Nam Sơn nhìn Tiểu Thất chằm chằm, sau đó quay người rời đi. Sau khi kiếm Nam Sơn đi, Tiểu Thất nhìn sang cô gái tóc trắng, ngoại trừ bản thân ta không có ai có thể ngăn ta giết ngươi. Vừa dứt lời, đột nhiên nàng ta biến mất. Chương 1919. Không có cơ hội thắng. Cô gái tóc trắng khẽ nheo hai mắt, thân thể nàng ta đột nhiên trở nên hư ảo, ngay sau đó, hàng loạt tàn ảnh xuất hiện khắp xung quanh Tiểu Thất. Ầm ầm ầm, cả tinh không bắt đầu rung mạnh, từng luồng sức lực lớn mạnh liên tục chấn động khắp xung quanh, cả tinh không lập tức sôi trào, vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng, ngay sau khi Tiểu Thất chém xuống một kiếm thì những tàn ảnh đó lập tức biến mất hoàn toàn. Mà cô gái tóc trắng thì lùi về sau hàng nghìn trượng. Cô gái tóc trắng nhìn Tiểu Thất chằm chằm, nếu ta chết thì bản nguyên chi khí của vũ trụ hỗn độn này sẽ hoàn toàn biến mất theo sự sụp đổ của ta, đến lúc đó, người của vũ trụ hỗn độn cũng sẽ không còn cách nào đột phá đến đạo cảnh được nữa. Tiểu Thất bước chậm về phía cô gái tóc trắng, uy hiếp ta sao? Cô gái tóc trắng cười nói, ngươi có thể cho là như vậy. Tiểu Thất nhẹ giọng nói, vốn dĩ ta nghĩ rằng ngươi sẽ chết có cốt khí một chút, không ngờ. Vừa dứt lời, đột nhiên nàng ta biến mất. Vù! Một luồng kiếm quang từ trong sân lướt đến. Thủy Nguyên Đế ở bên cạnh cô gái tóc trắng khẽ nói, ngươi đi trước đi. Nói xong, gã đứng ở trước mặt cô gái tóc trắng, tay phải hắn từ từ siết chặt, ngay sau đó hắn đánh mạnh một quyền về phía trước. Ầm ầm! Không gian trước mặt Thủy Nguyên Đế lập tức vỡ nát, nhưng không thể ngăn chặn được kiếm quang kia. Ầm! Trong chớp mắt Thủy Nguyên Đế đã lùi mạnh về sau, hàng loạt kiếm quang cắt ngang chém dọc trên người gã. Khi Thủy Nguyên Đế dừng lại thì gã chỉ còn lại linh hồn. Thủy Nguyên Đế nhìn Tiểu Thất chằm chằm, ánh mắt vô cùng e sợ. Mà cô gái tóc trắng kia cũng không hề chạy trốn. Sau lưng nàng ta còn có ba ông lão. Cô gái tóc trắng đột nhiên lên tiếng, các người đi đi. Ba người và Thủy Nguyên Đế nhìn cô gái tóc trắng, nàng ta cười nói, nợ tình các người đã trả, không còn nợ ta gì nữa. Ba ông lão đưa mắt nhìn nhau, sau đó bọn họ quay người rời khỏi. Không có cơ hội thắng. Cao thủ của tinh vực này, cơ bản không ai có thể ngăn cản được quốc chủ của thần vương ấy. Chương 1920, đao kiếm song tuyệt. Sau khi ba ông lão rời đi, cô gái tóc trắng nhìn Tiểu Thất, cười nói, người muốn ta chết, không hề đơn giản vậy đâu. Dứt lời, nàng ta mở lòng bàn tay, chỉ trong chớp mắt, xung quanh tinh không bắt đầu rung động dữ dội, ngay sau đó, hàng loạt linh khí ngưng tụ về phía nàng ta. Rất nhanh sau đó, hơi thở nàng ta đã tăng vọt kinh khủng. Thấy vậy, sắc mặt mọi người trong sân thay đổi tức khắc. Chẳng lẽ thiên đạo này lại muốn tự nổ? Nếu như thiên đạo tự nổ thì sẽ như thế nào? Chắc chắn cả vũ trụ hỗn độn này đều sẽ bị ảnh hưởng. Vẻ mặt Tiểu Thất vô cảm, tay trái nàng ta đã đặt trên thanh kiếm bên hông. Không được. Ngay lúc này, một âm thanh truyền đến từ nơi chân trời tinh không. Âm thanh vừa truyền đến, một người đàn ông đã phá không mà đến. Tốc độ rất nhanh, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Huyên. Người vừa đến. Bên hông đem theo một thanh trường đao và một thanh kiếm. Diệp Chiến Thiên. Đao kiếm song tuyệt. Ngay sau khi Diệp Chiến Thiên xuất hiện, cô gái tóc trắng lập tức dừng lại.
Thấy cô gái tóc trắng dừng lại, sắc mặt Diệp Chiến Thiên nhẹ nhõm hơn, các hạ thiên đạo, cơ thể ngươi gắn chặt với an nguy của cả vũ trụ hỗn độn này, sao có thể tự nổ. Cô gái tóc trắng cười nói, nếu không phải bị ép đến đường cùng, ta hà tất phải đi con đường này. Nghe vậy, Diệp Chiến Thiên quay người nhìn Tiểu Thất, gã đang định nói thì Tiểu Thất bước nhanh về phía trước, chém xuống một kiếm. Diệp Chiến Thiên khẽ nheo hai mắt, rút mạnh kiếm chém xuống. Ầm, tiếng kiếm vang vọng khắp nơi, hàng loạt kiếm quang chợt bùng nổ ngay giữa hai người, mà Diệp Chiến Thiên lập tức bị đẩy lùi đến trăm trượng. Sau khi dừng lại, ánh mắt Diệp Chiến Thiên có vẻ nặng nề, tuổi còn nhỏ, mà tu vi kiếm đạo đã đạt đến trình độ này. Hắn năm đó cũng có thể nói là kỳ tài ngút trời, nhưng bây giờ sau khi gặp được Tiểu Thất, hắn lại phát hiện, người trước mặt này mới thật sự là kỳ tài ngút trời. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn chân trời tinh không, nhẹ giọng nói, thiên đạo, người đã gọi bao nhiêu người? Chương 1921, mọi người trong sân đều kinh ngạc. Cô gái tóc trắng nhìn Tiểu Thất, không nói lời nào. Tiểu Thất khẽ cười nói, ta cứ đợi xem vậy, đến lúc đó thì giải quyết tất cả. Nếu không sẽ rất phiền phức. Các đó không xa, Diệp Chiến Thiên nhìn Tiểu Thất, khẩu khí các hạ cũng lớn thật. Tiểu Thất nhìn Diệp Chiến Thiên, người tên là Diệp Chiến Thiên, nghe nói người đao kiếm song tuyệt. Vẻ mặt Diệp Chiến Thiên vô cảm, thì sao? Tiểu Thất khẽ cười nói, người cũng xứng với chữ tuyệt sao? Diệp Chiến Thiên nheo hai mắt, đang định nói thì Tiểu Thất đột nhiên chỉ tay, lui. Một loạt kiếm quang lóe lên từ trong sân. Ở phía xa, Diệp Chiến Thiên rút mạnh kiếm ra. Ầm, một luồng kiếm quang chợt bùng nổ. Tiểu Thất đã ở ngay vị trí của Diệp Chiến Thiên, mà lúc này Diệp Chiến Thiên đã lùi đến cả nghìn trượng, không chỉ vậy mà kiếm trong tay gã cũng đã đứt gãy. Diệp Chiến Thiên trầm mặc. Tiểu Thất bước chậm đến chỗ Diệp Chiến Thiên, đến đi, để ta xem thử đao của ngươi. Đúng lúc, thần quốc ta cũng có hai vị dùng đao, để bọn họ học hỏi chút. Nghe thấy lời của Tiểu Thất, Diêm Đao ở bên cạnh chợt bước ra, bệ hạ, hãy để ta và hắn đánh một trận. Tiểu Thất lại lắc đầu, ta không muốn lãng phí thời gian nữa. Nói rồi nàng ta nhìn cô gái tóc trắng cách đó không xa, hôm nay, ngươi phải chết. Vậy sao? Đột nhiên một âm thanh truyền đến từ phía bên cạnh Tiểu Thất. Mọi người trong sân đều kinh ngạc. Bởi vì tất cả mọi người đều không hề phát hiện ra người bên cạnh Tiểu Thất kia đã xuất hiện từ khi nào. Là ai? Bên phải Tiểu Thất là một người đàn ông trung niên đang đứng. Người đàn ông trung niên mặc một bộ trường sam màu xám, tóc dài ngang vai có vài sợi trắng, mà dưới chân lại mang một đôi giày cỏ. Lúc này, người đàn ông trung niên đang nhìn Tiểu Thất, vẻ mặt không chút bận tâm. Chu Á Phu, chương 1922. Thiên đạo của thần quốc. Ngay lúc này, Nam Cung Uyển bên cạnh Tiểu Thất đột nhiên lại nói. Lời này vừa thốt ra thì vẻ mặt đám người cao thủ thần quốc trong sân đều nghiêm trọng hẳn. Chu Á Phu của võ viện. Cái tên này ở thần quốc lẫy lừng tiếng tăm. Bởi vì năm đó Chu Á Phu đã đi đến thần quốc, hơn nữa còn khiêu chiến với rất nhiều cao thủ thần quốc. Cuối cùng Chu Á Phu còn đánh một trận với quốc chủ thần quốc năm đó, thắng bại chưa biết. Mà ngoại trừ đến thần quốc, Chu Á Phu ở ba hoang giới khác quả thực là sự tồn tại như thần vậy. Năm đó khi ông ta vẫn còn thì chính là thời kỳ đỉnh cao nhất của võ viện. Võ viện của lúc đó, hoàn toàn áp đảo cả liên minh trật tự, đường tộc, với cả yêu tộc. Chỉ một mình. Mà năm đó Chu Á Phu cũng được khen tụng là người tài giỏi nhất trong tinh không. Đám người thần quốc chưa từng ngờ được, Chu Á Phu này lại đột nhiên quay về. Chu Á Phu nhìn Tiểu Thất, năm đó ta đã gặp một vị thần chủ của thần quốc ngươi, quả thực kinh người, chỉ là ta chưa từng ngờ được ngần ấy năm sau, thần quốc ngươi lại xuất hiện một người còn yêu nghiệt hơn, tiểu nha đầu, lão phu thừa nhận, so thiên phú thì trong vũ trụ hỗn độn này, ngoài trừ vị giản tự tại của thần tộc năm đó, thì e là không ai có thể so được với ngươi. Thế nhưng chung quy ngươi vẫn còn quá trẻ. Tiểu Thất khẽ cười, đưa mắt nhìn cô gái tóc trắng, ta cũng không ngờ được. Thiên đạo bên này lại có nhiều người che chở như vậy. Vẻ mặt cô gái tóc trắng vô cảm, không cho phép ta có vài người bạn sao? Tiểu Thất cười nói, xem ra, vị thiên đạo của thần quốc ta năm đó bị giết hại cũng có ảnh hưởng đến ngươi rất lớn nhỉ. Nghe vậy, ánh mắt cô gái tóc trắng dần dần lạnh lẽo. Thiên đạo của thần quốc.
ở thế giới này, thật ra có hai thiên đạo bản nguyên, nàng ta và một thiên đạo khác cùng nhau sinh ra, thế nhưng năm đó, vị võ an ninh kia của thần quốc nhất thống đông hoang giới, không chỉ quét sạch một vài tông môn thế gia mà còn cầm đao nhắm thẳng vào vị thiên đạo kia của thần quốc. Đương nhiên thiên đạo không hề yếu nhưng võ an ninh năm đó lại càng kinh khủng. Một năm đó, thiên đạo thần quốc ngã xuống. Toàn bộ thiên đạo bản nguyên của thần quốc đều bị thần quốc nắm giữ, cũng chính nhờ vậy mà thần quốc hiện giờ mới mạnh mẽ như vậy. Mà năm đó, nếu không phải cô gái áo trắng kia mang theo tháp đen đột nhiên xuất hiện, thì e là nàng ta cũng không thể sống đến bây giờ. Mà cho đến sau đó, nàng ta biết, một ngày nào đó thần quốc sẽ trở lại. Chương 1923, một quyền thay đổi đạo tắc thiên địa. Vì vậy, nàng ta cũng bắt đầu tu luyện, cũng bắt đầu kết giao với cao thủ loài người, hơn nữa cũng trợ giúp rất nhiều người thiên phú yêu nghiệt. Mà với tư cách là thiên đạo, nếu nàng ta nguyện ý kết giao cùng người khác thì tự nhiên cũng có thể lôi kéo được rất nhiều cao thủ loài người. Dù sao, nàng ta cũng nắm giữ thiên đạo bản nguyên. Thế nhưng, nàng lại đánh giá thấp thực lực thần chủ đời này của thần quốc. Chu Á Phu ở bên cạnh nhìn Tiểu Thất, trước tiên đánh một trận. Tiểu Thất gật đầu, được. Vừa dứt lại, cô gái trẻ đột nhiên rút kiếm. Một kiếm phá không. Ở phía xa, Chu Á Phu đánh ra một quyền. Ầm ầm. Trong phút chốc, một luồng sức lực mạnh mẽ trong nháy mắt đã làm chấn động mọi người trong sân đến tận hàng nghìn trượng, mà Tiểu Thất cũng lùi ra sau ước chừng gần trăm trượng. Đây là lần đầu tiên Tiểu Thất lùi lại. Sắc mặt đám cao thủ thần quốc trở nên nghiêm trọng. Bởi vì Chu Á Phu một bước cũng chưa hề lùi. Tiểu Thất nhìn Chu Á Phu, một người khỏe đánh thắng 10 kẻ biết võ. Người đã đạt đến siêu phàm võ thần đỉnh cao, không đúng. Nên nói là đã vượt ra ngoài bán bộ. Chu Á Phu gật đầu, những năm qua không có chuyện gì, ngoại trừ tu luyện cũng chỉ là tu luyện, về mặt võ đạo, cũng có tiến bộ chút ít. Tiểu Thất gật đầu, vậy ngươi cũng tiếp lấy một kiếm của ta. Vừa dứt lời, cô gái trẻ mở lòng bàn tay, hàng loạt kiếm khí xuất hiện trong lòng bàn tay cô gái trẻ. Sắc mặt Chu Á Phu vô cảm, tay phải khẽ siết chặt. Tiểu Thất nhìn Chu Á Phu, chiêu kiếm kỹ này, từ khi ta sinh ra thì đã ở trong đầu ta rồi, ta rất ít khi dùng tới. Nó tên là cầu bại. Vừa nói xong, kiếm khí trong lòng bàn tay Tiểu Thất đột nhiên biến mất. Mà gần như cùng lúc đó, sắc mắt Tiểu Thất lập tức trở nên trắng nhợt. Mà khoảnh khắc kiếm khí kia bay ra, Chu Á Phu khẽ nheo hai mắt, ông ta đánh ra một quyền. Quyền vừa ra, không gian trước mặt ông ta đột nhiên xoay tròn. Một quyền thay đổi đạo tắc thiên địa. Thế nhưng, kiếm khí kia của Tiểu Thất lại trực tiếp xuyên qua cánh tay ông ta, cuối cùng lại xuyên qua ngực ông ta. Ầm. Trong tầm mắt của mọi người, Chu Á Phu lập tức lùi mạnh về sau gần nghìn dặm. Mà Tiểu Thất cũng bị một quyền kia của Chu Á Phu chấn động liên tục lùi về sau, nhưng cô gái trẻ dừng lại rất nhanh. Sau khi dừng lại, một thanh kiếm hư ảo xuất hiện trên đỉnh đầu cô gái trẻ. Khoảnh khắc thanh kiếm hư ảo này xuất hiện, vẻ mặt mọi người ở đó đều thay đổi. Nhất là cô gái tóc trắng, nàng ta biết, bản thân mình đã đánh giá thấp cô gái nhỏ trước mặt này. Mà vẻ mặt Diệp Huyên ở phía xa cũng trở nên nghiêm trọng. Tiểu Thất này chắc chắn là muốn chơi thật rồi. Nhưng cũng bình thường thôi, dù sao Chu Á Phu kia cũng đủ mạnh. Hai mắt Chu Á Phu khẽ nheo lại, lúc này, ánh mắt ông ta đã có vẻ nghiêm trọng. Ngay lúc này, đột nhiên cô gái tóc trắng ở gần đó bỗng nói, bỏ đi. Chương 1924, Tiểu Thất này chỉ mới mười mấy tuổi. Trong sân, tất cả mọi người nhìn về phía cô gái tóc trắng cười nói, ta lựa chọn rời khỏi. Tiểu Thất nhìn cô gái tóc trắng lại nói, còn đánh tiếp nữa thì thần quốc ngươi sẽ thắng, nhưng chắc chắn là thắng thảm, không phải sao? Cách đó không xa. Chu Á Phu thấp giọng nói, vẫn chưa đến nước đó. Cô gái tóc trắng lắc đầu, không ngăn được nàng ta. Cho dù lúc này có thể ngăn được, nhưng tương lai thì sao? Tương lai? Chu Á Phu trầm mặc. Tiểu Thất này chỉ mới mười mấy tuổi. Đợi đến khi cô gái trẻ 20 tuổi, 30 tuổi thì sao? Lúc đó, ai có thể ngăn cản được cô gái trẻ? Nếu muốn ngăn được cô gái trẻ, thì chỉ có thể diệt trừ cô gái trẻ ngay lúc này. Thế nhưng,
cho dù mạnh như Chu Á Phu cũng không dám nói có thể giết được Tiểu Thất. Chu Á Phu thấp giọng thở dài, sau đó nhìn Tiểu Thất các hạ, mặc dù nàng ta nắm giữ thiên đạo bản nguyên của vũ trụ hỗn độn, nhưng người cũng biết, nàng ta không hề nô dịch vạn vật chúng sinh, hơn nữa có nàng ta trấn áp, thì số lượng cao thủ mới được khống chế, vũ trụ hỗn độn này mới có thể sống được lâu hơn. Tiểu Thất cười nhẹ, những thiên đạo bản nguyên đó, vốn là nói đến vạn vật chúng sinh. Chu Á Phu thấp giọng nói, vậy người cũng biết, loài người tham lam thành tính, nhưng thiên đạo bản nguyên này một khi trả lại toàn bộ về vũ trụ hỗn độn, thì khả năng cao sẽ khiến tất cả mọi người chiếm đoạt không tiết chế. Lúc đó, thiên đạo bản nguyên bị hấp thụ hết, vũ trụ hỗn độn này sẽ không còn xuất hiện cao thủ đế cảnh nữa rồi. Tiểu Thất lắc đầu, người sai rồi. Chu Á Phu nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất nói, chủ ý của nàng ta nắm giữ những thiên đạo bản nguyên kia, chẳng qua cũng chỉ là vì bản thân. Không chỉ như vậy, dưới sự can thiệp của nàng ta, bên dưới chiến tranh loạn lạc không ngừng, mà nàng ta thì lại cao cao tại thượng khống chế mọi thứ. Nói đến đâu, cô gái trẻ nhìn cô gái tóc trắng, ngươi xem bản thân mình là thần, thành chủ nhân của vũ trụ hỗn độn. Thần quốc ta, không cần thần. Còn về vấn đề căn nguyên của vũ trụ hỗn độn, các người yên tâm. Thần quốc ta sẽ xử lý thật tốt. Có lẽ, chúng ta không thể làm được mọi chuyện công bình, nhưng chúng ta sẽ có thể khiến mỗi một người nỗ lực và có thiên phú, đều có cơ hội đạt đến đế canh. Rất nhiều người, cái họ thiếu không phải là nỗ lực hay thiên phú, mà là cơ hội. Lúc này, Diệp Huyên cách đó không xa đột nhiên nói không sai, nếu ta có thiên đạo bản nguyên, ta cũng đã đạt đến đế cảnh sớm rồi. Mọi người! Cô gái tóc trắng nhìn Diệp Huyên, Diệp thành chủ, người cứ tiếp tục nhảy nhót đi. Ngày vui của ngươi cũng chẳng còn mấy ngày đâu. Chương 1925, Mục Nam Chi. Diệp Huyên thấp giọng nói, ý ngươi là gì? Cô gái tóc trắng lạnh nhạt nói, ý gì? Bảo vệ kia của ngươi, ngươi muốn có chẳng phải là nhiều bình thường đâu. Diệp Huyên trầm mặc. Rất nhiều người đều muốn tháp của hắn, hơn nữa còn là người rất lợi hại. Cô gái áo trắng ban đầu đã nói, tháp này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho hắn, nhưng cũng sẽ đem lại rất nhiều tai họa cho hắn. Tai họa đấy. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, tháp nhỏ, người không có gì muốn nói sao? Tháp giới ngục khẽ rung, âm thanh tiểu linh nhi vang lên, nó nói, người mau mau để tầng thứ 6 chuyển ra đi. Tháp nhỏ. Diệp Huyên. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, hoặc là đi, hoặc là chết. Cô gái tóc trắng trầm mặc. Cứ rời đi như vậy, chắc chắn nàng ta không cam tâm, nhưng không rời đi, chỉ dựa vào Chu Á Phu thì rõ ràng là không ngăn nổi Tiểu Thất này và thần quốc. Phải biết thần quốc mạnh như vậy, chẳng lẽ lại không có át chủ bài sao? Ngay lúc này, nơi chân trời phía xa, một bóng người đột nhiên lóe lên đi tới. Rất nhanh sau đó, một người phụ nữ xuất hiện trong sân. Nhìn thấy người vừa đến. Sắc mặt đám cao thủ thần quốc lập tức nghiêm trọng. Mục Nam Chi. Người phụ nữ trước mắt chính là Mục Nam Chi của đường tộc đã từng xuất hiện ngày hôm đó. Vị tộc trưởng kinh diễm nhất trong lịch sử của đường tộc. Mục Nam Chi lại thêm Chu Á Phu còn có Diệp Chiến Thiên cũng với kiếm Nam Sơn trước đó đã rời đi. Có thể nói, những năm nay, những nhân vật trong truyền thuyết của cả ba hoang giới đều đã xuất hiện rồi. Sau khi Mục Nam Chi xuất hiện, ánh mắt bà nhìn Tiểu Thất cười nói, lại gặp mặt rồi. Tiểu Thất gật đầu. Chương 1926. Đây là đến tìm ta sao? Mục Nam Chi cười nói thử suy nghĩ của ta vậy. Ta cảm thấy, nhất thống vũ trụ hỗn độn cũng không phải chuyện xấu gì, bởi vì nhất thính có nghĩa là kết thúc chiến tranh, người bên dưới không cần phải sống trong chiến tranh bất tận mỗi ngày. Nhưng, nói đến đây, bà nhìn Tiểu Thất, nhưng ngươi có từng nghĩ đến? Nếu thần chủ sau này của thần quốc chuyên quyền độc đoán, tư lợi lớn, thì lúc đó muôn dân thiên hạ có thể sẽ sống không bằng chết. Ở bên cạnh, Nam Cung Uyển đột nhiên nói, Mục tộc trưởng có thể yên tâm, việc đối nội thần quốc ta là do nội các xử lý, cơ bản bệ hạ không nhúng tay vào. Hơn nữa, thân là thần chủ cũng sẽ không quản lý những chuyện này. Mà nội các chúng ta, có viện giám sát quản lý, muốn làm loạn cũng không được. Chúng ta không dám nói vũ trụ hỗn độn đời đời đều có thể tiếp tục như vậy, nhưng ít nhất có một điểm, đó chính là một thời gian rất dài ở tương lai, dưới sự thống trị của thần quốc, chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt. Nói xong, nàng ta nhìn Mục Nam Chi,
vấn đề bây giờ là, chúng ta không cần thiên đạo tồn tại. Không cần thiên đạo tồn tại. Mục Nam Chi lắc đầu, bà nhìn Tiểu Thất, nếu ngươi thật sự vì vũ trụ hỗn độn và muôn dân thiên hạ, ta cảm thấy, cần phải có nàng ta tồn tại. Tiểu Thất hỏi, ý gì? Mục Nam Chi nói, có nàng ta, thì có tác dụng có thể giám sát thần quốc ngươi. Tiểu Thất trầm mặc. Mà ngay lúc này, Tiểu Thất đột nhiên ngẩng đầu nhìn tinh không xa xăm, mà gần như là cùng lúc, Mục Nam Chi và đám người Chu Á Phu cũng ngẩng đầu nhìn tinh không xa xăm. Ở đó, tinh không đang rung động từng đợt từng đợt. Không lâu sai, một người khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người khổng lồ khiêng một bia mộ dài đến gần nghìn trượng. Mà trên bia mộ đó, là hai chữ to lớn đỏ máu cực kỳ chói mắt, Diệp Huyên. Ngay lúc này, bên trong cơ thể Diệp Huyên, tháp giới ngục đột nhiên rung lên, cùng lúc đó, âm thanh của A Việt vang lên từ trong đầu hắn, nhanh như vậy mà tìm tới rồi sao? Diệp Huyên thấp giọng nói, đây là đến tìm ta sao? A Việt nói, không phải. Diệp Huyên sửng sốt. Lúc này, A Việt lại nói, là đến giết ngươi. Diệp Huyên. Ngay sau khi người khổng lồ đó xuất hiện, mọi người trong sân đều tỏ ra căng thẳng. Chương 1927. Cao thủ ngũ duy rất nhiều sao. Ngay cả Mục Nam Chi và Chu Á Phu thì ánh mắt cũng vô cùng nghiêm trọng. Trong tinh không, người khổng lồ nhìn xuống bên dưới, rất nhanh sau đó, tầm mắt gã đã dừng lại trên người Diệp Huyên. Diệp Huyên. Trong sân, mọi người đồng loạt nhìn sang Diệp Huyên. Tên này đến tìm Diệp Huyên. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, tháp giới ngục bên trong cơ thể hắn vẫn rung chuyển liên tục. Tiểu Linh Nhi nói, nó nói chạy mau đi. Chạy mau. Diệp Huyên thấp giọng nói, A Việt cô nương, thứ này là cái quỷ gì vậy? Đến từ ngũ duy sao? A Việt im lặng một lúc rồi nói, không phải từ ngũ duy, nhưng hắn ta đến từ nơi gần ngũ duy nhất, cũng là một vũ trụ lớn mạnh nhất trong vũ trụ tứ duy của các ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, vũ trụ khác. A Việt nói, đại thế giới Hoàng Huyền. Diệp Huyên thấp giọng, đó là nơi nào? A Việt nói, một bên đã ngấp nghé vũ trụ ngũ duy từ rất lâu rồi, cho đến bây giờ, bên đó đã có ít nhất hơn 5 người cường thế xông qua ngũ duy. Diệp Huyên hỏi, thành công rồi sao? A Việt đáp, không. Nhưng mà, có lẽ người không hiểu nó có nghĩa ra sao? Lấy một ví dụ thế này, chỉ có chủ nhân của kiếm đỉnh tháp mới có tư cách xông vào ngũ duy. Bởi vì muốn vào ngũ duy thì bắt buộc phải vượt qua 3 cửa ải. Ải thứ nhất chính là bắt buộc phải cắt bỏ tất cả mọi nhân quả kiếp trước kiếp này, nhân quả không dính vào người thì thể xác và thần hồn mới có thể thoát khỏi giới hạn của tứ duy. Diệp Huyên lại hỏi, người sở hữu tháp này thì có thể không cần phải vượt qua tất cả 3 cửa ải này. A Việt nói, trên lý thuyết thì nói là vậy, tháp sởm này chính là ngũ duy, dù sao, nếu người muốn đến ngũ duy thì sẽ dễ dàng hơn. Cũng giống làm bừa gian dối vậy. Nhưng ta không kiến nghị ngươi đi. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, tại sao? A Việt nói, tư duy của các người rất tốt, tại sao cứ phải đi đến ngũ duy? Dù sao thì ta cũng không định quay về. Diệp Huyên thấp giọng nói, cao thủ ngũ duy rất nhiều sao? A Việt nói, không biết nên nói thế nào với ngươi nữa, nói chung ngươi cũng đừng nghĩ gì nhiều, bởi vì có thể ngươi cũng chỉ là một khách qua đường của cái tháp vỡ này mà thôi. Sau khi tháp vỡ này khôi phục thì chắc chắn sẽ giết chết ngươi trước. Chương 1928. Mượn kiếm dùng. Diệp Huyên. Tháp giới ngục đột nhiên lại rung lên. Tiểu Linh Nhi nói nó sẽ không làm vậy. Với lại ca ca, ngươi đừng nghe A Việt tỷ tỷ nói. A Việt tỷ tỷ rất xấu. Lúc này, đột nhiên A Việt lao ra khỏi tầng thứ 5 sau đó nắm chặt lấy tháp giới ngục đánh ra một đòn hiểm. Nơi sâu thẳm tinh không, người khổng lồ kia nhìn Diệp Huyên bên dưới, ngay sau đó, gã trực tiếp đánh ra một quyền thẳng xuống Diệp Huyên ở bên dưới, một quyền vừa vung xuống thì uy lực như thể hủy thiên diệt địa lao thẳng về phía Diệp Huyên. Sức mạnh uy lực này khiến tất cả mọi người trong sân đều biến sắc. Một quyền này nhắm vào Diệp Huyên, nhưng sức lực mạnh mẽ đó lại bao phủ lấy mọi người trong sân, không chỉ vậy, quyền này nếu rơi xuống thì thế giới bên dưới chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đây là tấn công không sai lệch. Thấy vậy, Tiểu Thất khẽ nhíu mày, ngay sau đó nàng ta trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang phóng thẳng lên trời. Trong không trung, luồng kiếm quang trực tiếp chém vào sức mạnh uy lực đó.
Cả tinh không đột nhiên rung lên nhưng luồng sức mạnh kia không hề biến mất, không những vậy mà cả tiểu thất cũng từ trong không trung rơi xuống. Lúc này, đột nhiên Mục Nam Chi lại nói, giải quyết người này trước. Vừa dứt lời, bà mở lòng bàn tay ra, lập tức một luồng ánh sáng trắng phóng thẳng lên trời, mà ở bên cạnh bà, Chu Á Phu cũng dậm mạnh chân phải xuống rồi cả người bay lên trời. Mà lúc này, tiểu thất lại rút kiếm ra. Với sự liên thủ của ba người, sức mạnh uy lực kia lập tức biến mất không còn tung tích. Thế nhưng, vẻ mặt ba người đều nghiêm trọng. Ở sâu thẳm nơi tinh không, ánh mắt người khổng lồ kia không nhìn đến Diệp Huyên mà nhìn sang ba người tiểu thất. Ngay sau đó, tay gã cầm bia mộ đập mạnh xuống dưới. Cú đập này giống như muốn đập nát cả thế giới, vô cùng kinh người. Thấy vậy, tiểu thất nhíu mày, nàng ta nhìn Diệp Huyên, mượn kiếm dùng. Diệp Huyên gật đầu, đầu ngón tay khẽ điểm, kiếm Thiên Chu đã xuất hiện trong tay tiểu thất. Tiếp đó, nàng ta hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên trời. Trong tầm mắt của mọi người, tiểu thất chém một kiếm xuống bia mộ kia. Chương 1929, bây giờ chạy còn kịp sao? Cả bia mộ đó run rẩy dữ dội. Tiểu thất lập tức quay trở về chỗ cũ. Thấy cảnh này, vẻ mặt của mọi người đều nghiêm trọng hẳn. Bia mộ này lại kiên cường đỡ được một kiếm của Diệp Huyên. Sắc mặt Diệp Huyên cũng căng thẳng, cho đến bây giờ, ngoại trừ tháp giới ngục thì hắn vẫn không có cái gì có thể chống đỡ được kiếm Thiên Chu, mà bia mộ trước mặt này lại có thể đỡ được một kiếm Thiên Chu. Không hề hấn gì. Ánh mắt tiểu thất cũng là lần đầu tiên có vẻ nghiêm trọng, nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, người quen hắn ta. Mọi người cũng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên thấp giọng nói, không quen biết, nhưng có lẽ là đến tìm ta. Nói rồi hắn nhìn cô gái tóc trắng cách đó không xa, nếu ta muốn chạy thì chạy từ nơi nào thì tiện hơn. Chạy. Bây giờ chắc chắn hắn không đánh lại được thứ này, lựa chọn duy nhất chính là chạy trước. Mà muốn chạy thì chỉ có thể chạy khỏi vũ trụ hỗn độn. Thiên đạo liếc nhìn Diệp Huyên, bây giờ chạy còn kịp sao? Diệp Huyên thấp giọng nói, vậy có thể làm gì? Vẻ mặt cô gái tóc trắng vô cảm, Diệp Thành chủ ngươi chẳng phải rất biết cách lươn lẹo sao? Đi đi, đi lươn lẹo với hắn ta đi. Diệp Huyên. Lúc này, người khổng lồ trong không trung đập bàn tay xuống. Một chưởng vừa rơi xuống mọi người trong sân đều biến sắc. Trưởng này không giống như muốn giết chết Diệp Huyên mà là muốn giết chết tất cả mọi người trong sân. Mục Nam Chi cau mày, làm cái gì vậy? Vừa dứt lời, bà đột nhiên phóng lên trời, ngay sau đó, không gian xung quanh chợt rung động, tiếp đó hàng loạt luồng sức mạnh thần bí xuyên thấu khắp không gian xung quanh, cuối cùng đánh mạnh về phía người khổng lồ. Thế nhưng, ngay sau khi trưởng kia của người khổng lồ vừa giáng xuống thì những luồng sức mạnh thần bí kia trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Nhưng sức mạnh một trưởng của người khổng lồ cũng bị Mục Nam Chi cản đi mất một nửa. Cùng lúc đó, Chu Á Phu đột nhiên xuất hiện trước mặt người khổng lồ đó, đứng trước mặt người khổng lồ ông ta thực sự quá nhỏ bé rồi. Giống như con kiến đối diện với loài người vậy. Chương 1930, người ta đến là để lấy mạng hắn. Chu Á Phu không nói lời vô nghĩa nào, đánh ra một quyền, mà người khổng lồ không hề né tránh, để mặc Chu Á Phu đánh một quyền lên người gã. Ầm ầm. Trong tầm mắt của mọi người, người khổng lồ đó cả cơ thể đều run rẩy dữ dội, thế nhưng gã không hề lùi lại, trái lại, Chu Á Phu liên tục lùi mạnh ra ngoài gần nghìn trượng. Thấy cảnh đó, vẻ mặt mọi người trong sân đều nghiêm trọng hơn. Lúc này, Thiên Đạo nhìn Diệp Huyên, chuyện của bản thân ngươi, ngươi không nghĩ cách giải quyết. Diệp Huyên im lặng. Thiên Đạo lại nói, ngươi muốn liên lụy toàn bộ vũ trụ hỗn độn gặp họa cùng ngươi. Diệp Huyên đang định nói thì tiểu thất ở bên cạnh nhìn Thiên Đạo, cũng không cần ngươi ra tay, ngươi nhiều lời làm gì. Cô gái tóc trắng lạnh lùng nhìn tiểu thất, ngươi cho rằng mình có thể bảo vệ hắn ta. Tên này trên người mang theo bảo vật ngũ duy, có biết bao nhiêu kẻ nhằm vào hắn. Ngươi bảo vệ hắn, đến lúc đó thần quốc ngươi cũng sẽ gặp phải tai ương bị tiêu diệt. Tiểu thất nhìn cô gái tóc trắng, chuyện của thần quốc ta phải cần đến người quan tâm sao? Có cần sao? Sắc mặt cô gái tóc trắng vô cùng khó chịu. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyên nói, tự ta đến giải quyết vậy. Tiểu thất nhìn Diệp Huyên, người đánh không lại nó. Diệp Huyên thấp giọng, để ta lươn lẹo thử, à không phải, để ta nói chuyện với hắn thử xem.
Tiểu Thất ngẫm nghĩ rồi nói, ta đi với ngươi. Diệp Huyên gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn cùng Tiểu Thất đi lên không trung, mà lúc này, người khổng lồ kia đang nhìn Diệp Huyên. Mục Chi Nam và Chu Á Phu liếc nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, tháp giới ngục xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Nhìn thấy tháp giới ngục, cuối cùng cánh mắt người khổng lồ đó cũng đã thay đổi, Diệp Huyên lại đột nhiên quát lớn, trấn áp hắn ta cho ông. Vừa dứt lời, tháp giới ngục lập tức xuất hiện ngay trên đỉnh đầu người khổng lồ, sau đó một tia hồng mang đỏ như máu khóa chặt lấy người khổng lồ. Nói chuyện, Diệp Huyên biết rất rõ, căn bản chẳng có nói chuyện gì cả. Người ta đến là để lấy mạng hắn. Còn nói chuyện cái gì? Chương 1931, đó là truyền tống trận. Không phải ngươi chết thì là ta sống. Hơn nữa, tháp giới ngục chính là của Diệp Huyên hắn, dựa vào cái gì mà phải đưa cho người khác? Dựa vào cái gì? Ai cũng đều không đưa. Làm tới cùng, Diệp Huyên trực tiếp sử dụng chiêu bài mạnh nhất của tháp giới ngục. Ngay khi tháp giới ngục xuất hiện thì vẻ mặt mọi người trong sân lập tức thay đổi, nhất là thiên đạo kia, bởi vì nàng ta cảm nhận được nguy hiểm. So với Tiểu Thất còn nguy hiểm hơn. Vẻ mặt Tiểu Thất cũng có phần nghiêm trọng. Sau khi tháp giới ngục này được khởi động thì ngay cả nàng ta cũng cảm nhận được nguy hiểm. Sau khi tháp giới ngục khởi động, sắc mặt người khổng lồ kia cũng thay đổi. Nghiêm trọng. Trong sân, vẻ mặt Diệp Huyên có phần hung tợn, đều cho là ta dễ ức hiếp có phải không? Nói xong, tay phải hắn đánh mạnh xuống dưới. Ầm. Tháp giới ngục lập tức rơi xuống, ngay sau đó cơ thể người khổng lồ trực tiếp biến thành hư ảo. Mà lúc này, đột nhiên trong cơ thể người khổng lồ chợt tỏa ra luồng khí thế mạnh mẽ. Ầm ầm. Diệp Huyên bị đánh trúng đòn hiểm, khóe miệng trào ra máu tươi. Lúc này, Diệp Huyên bỗng giống lớn, chân áp. Tháp giới ngục run rẩy mạnh mẽ, một luồng hồng mang quét xuống, trong chớp mắt, thân thể người khổng lồ bắt đầu biến mất từng tấc từng tấc. Thấy cảnh đó, sắc mặt mọi người trong sân liền thay đổi. Cô gái tóc trắng kia cũng nhìn Diệp Huyên chằm chằm, thời khắc này nàng ta phát hiện ra, tên này cũng không dễ ức hiếp. Rất nhanh sau đó, dưới tầm mắt của tất cả mọi người, thân thể người khổng lồ gần như vô địch kia bắt đầu biến mất từng chút một, trong khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ còn lại nửa người, mà trong quá trình này người khổng lồ kia lại không hề chống cự chút nào. Ngay khi người khổng lồ sắp biến mất hoàn toàn, đột nhiên tay phải gã cầm tấm bia mộ dài cả nghìn trượng ném về phía trước, sau đó cơ thể hắn bắt đầu bốc cháy. Thiêu cháy. Người khổng lồ điên cuồng thiêu đốt thân thể của mình, cuối cùng, thân thể gã hóa thành từng luồng sức mạnh xâm nhập vào trong bia mộ kia. Không lâu sau, bia mộ kia chợt rung động dữ dội. Dưới tầm mắt của mọi người vào lúc ấy, người khổng lồ đã hoàn toàn biến mất nhưng bia mộ kia lại nứt toác ra từ giữa. Bên trong bia mộ là một lốc xoáy màu đen sâu không thấy đáy. Yên lặng trong chốc lát, một âm thanh vang lên từ bên trong đó, con kiến nhỏ từ thế giới cấp thấp cũng được lắm, đúng là can đảm. Lúc này, tháp giới ngục quay về lại giữa hàng lông mày Diệp Huyên. Cách đó không xa, cô gái tóc trắng nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt không tốt. Lúc này sắc mặt Diệp Huyên đã trắng như tờ giấy, cả người hắn trông vô cùng yếu ớt. Rõ ràng. Bây giờ ra tay chắc chắn là thời cơ tốt nhất. Lúc này, Nam Cung Uyển ở cách đó không xa chợt nói, đó là truyền tống trận. Trong sân, tất cả mọi người đồng loạt nhìn bia mộ kia, truyền tống trận. Có người muốn đến à? Chương 1932, nàng ta đã điên rồi sao? Truyền tống trận. Trong sân, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Nếu có người đến thì nhất định là cao thủ đến từ thế giới khác. Mà cao thủ này rốt cuộc mạnh đến nhường nào thì e là chẳng ai biết được. Lúc này, thiên đạo đột nhiên nói, hủy diệt nó. Nói xong, nàng ta nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất tay nâng kiếm, một tia kiếm quang trực tiếp chém vào bia mộ đó. Bia mộ rung chuyển dữ dội, thế nhưng bên trên ngay cả một dấu vết của kiếm thiên chu cũng không hề lưu lại. Tiểu Thất lắc đầu, bia mộ này rất đặc thù. Nói rồi nàng ta nhìn Diệp Huyên. Lúc này thân thể Diệp Huyên đang run rẩy dữ dội, cả người hắn thoạt nhìn vô cùng không ổn. Tiểu Thất thấp giọng nói, Nam Cung, trị thương cho hắn. Nam Cung Uyển gật đầu, sau đó nàng ta đi đến trước mặt Diệp Huyên, lấy ra một viên kim đan màu vàng lớn bằng ngón tay cái cho Diệp Huyên nuốt xuống.
Cô gái tóc trắng ở bên cạnh đột nhiên nói, ngươi chắc chắn muốn bảo vệ hắn. Tiểu thất nhìn cô gái tóc trắng, vẻ mặt cô gái tóc trắng vô cảm, ta biết ngươi rất tự tin về bản thân, nhưng ngươi có từng nghĩ đến, thế lực sau lưng người khổng lồ này chắc chắn không phải thế lực tầm thường. Ngươi bảo vệ hắn, đồng nghĩa phải đối đầu trực diện với thế lực đó, ngươi không sợ liên lụy thần quốc sụp đổ sao? Vẻ mặt tiểu thất vô cảm, chuyện này có liên quan đến ngươi sao? Nói rồi nàng ta đưa đám người thần quốc rời đi. Như nghĩ đến gì đó, đột nhiên tiểu thất dừng lại, có bản đồ vũ trụ không? Cô gái tóc trắng nhìn tiểu thất, bản đồ vũ trụ. Tiểu thất gật đầu, ở xung quanh vũ trụ hỗn độn ta còn có bao nhiêu vũ trụ? Cô gái tóc trắng nhíu mày, ngươi hỏi chuyện này làm. Nói đến đây, con ngươi nàng ta chợt co lại, ngươi nhất thống cả vũ trụ hỗn độn còn chưa đủ. Trong sân, Mục Chi Nam và Chu Á Phu cũng đều biến sắc. Cô gái nhỏ này muốn làm gì? Muốn nhất thống toàn bộ vũ trụ của cả tứ duy sao? Nàng ta đã điên rồi sao? Đừng nói đến mấy người cô gái tóc trắng, ngay cả đám người cao thủ thần quốc sau lưng tiểu thất cũng vô cùng kinh ngạc. Chương 1933, ta có một cách. Tiểu thất nhìn lướt mọi người xung quanh, chẳng lẽ không được sao? Mục Nam Chi nhìn tiểu thất, ngươi có biết thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào không? Tiểu thất lắc đầu, không biết, nhưng, sau này đều là của thần quốc ta. Mục Nam Chi nhìn tiểu thất, không nói gì. Kiêu ngạo. Không thể không nói, quả thực là có phần kiêu ngạo. Bởi vì toàn bộ vũ trụ tứ duy thật sự rất rất lớn. Lúc này, thiên đạo ở gần đó thấp giọng nói, chưa bao giờ có người từng nhất thống vũ trụ tứ duy. Tiểu thất lạnh nhạt nói, ta sẽ là người đầu tiên. Nói xong, nàng ta nhìn Nam Cung, truyền lệnh xuống, tập hợp tất cả người tài của vũ trụ hỗn độn, chỉ cần là người tài, cho dù là thiên tài võ đạo hay là nho sĩ văn nhân đều triệu tập đến, sẽ do ba nhà nho viện bồi dưỡng, xem như là người tài dự bị. Nam Cung nhìn tiểu thất, sau đó khẽ hành lễ, tuân chỉ. Lúc này, tiểu thất quay người nhìn thiên đạo, người có một lựa chọn thứ ba, là gia nhập thần quốc ta cho ngươi thời gian 3 ngày suy nghĩ, khi hết thời gian 3 ngày, nếu không có câu trả lời thì ta nhất định giết chết ngươi, thần cũng không thể cứu được ngươi. Nói rồi nàng ta quay người rời đi. Trong sân, thiên đạo đột nhiên chỉ vào bia mộ, hình như ngươi đã quên mất nó rồi. Tiểu thất liếc nhìn bia mộ kia, bọn họ dám đến thì ta dám giết. Thiên đạo trầm mặc. Rất nhanh sau đó, tiểu thất dẫn theo nhóm cao thủ thần quốc cưỡi rồng vàng khổng lồ biến mất nơi chân trời phía xa. Lúc này, Chu Á Phu đột nhiên khẽ nói, tâm tư tiểu nha đầu này không chỉ lớn bình thường đâu. Mục Nam Chi nhìn thiên đạo, ngươi có dự định gì? Rời đi. Đương nhiên thiên đạo không muốn rời đi, bởi vì bản thân nàng ta chính là của thế giới này, nàng ta có thể đi đâu được. Hơn nữa, đến đâu nàng ta cũng chẳng thể đi được. Vì đi đến vũ trụ khác thì thiên đạo khác nhất định sẽ không cho phép. Và lại, rời khỏi thế giới này thì thực lực nàng ta sẽ suy giảm. Lúc này, Mục Nam Chi chợt nói, ta có một cách. Thiên đạo nhìn Mục Nam Chi, có lẽ, chúng ta có thể liên thủ cùng nàng ta. Thiên đạo cau mày, mà Chu Á Phu lại khẽ nói, người nói là. Chương 1934, Tả Thanh cũng ở đó. Mục Nam Chi gật đầu. Bà nhìn rồng vàng khổng lồ trong không trung phía xa, nàng ta có dã tâm đủ lớn, lại có thực lực đủ mạnh, có lẽ đây là cơ hội của chúng ta. Chu Á Phu và thiên đạo trầm mặc. Qua một lúc lâu, thiên đạo nhìn bia mộ sừng sững ở tinh không kia, nhẹ giọng nói, việc cấp bách trước mắt là làm thế nào đối mặt với cao thủ sắp đến. Mục Nam Chi gật đầu, chuyện này cũng là, chỉ là không biết bên kia của truyền tống trận là thế lực ra sao. Nói rồi bà quay đầu nhìn thiên đạo, đừng nhầm vào tên nhóc kia nữa, người này không phải người chúng ta có thể chọc vào. Thiên đạo nhíu mày, ý gì? Mục Nam Chi khẽ nói, ý là, tên nhóc này có núi dựa vào rất lớn mạnh đấy. Không xuất hiện thì thôi, mà một khi xuất hiện, e là rất kinh khủng. Thiên đạo thấp giọng nói, tiểu mục, người đoán được gì rồi? Mục Nam Chi nhẹ giọng nói, cái gì cũng không có, nói chung. Chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ đi. Đi đây, đã lâu chưa quay về đường tộc, ta muốn quay về xem thử. Vừa dứt lời, bà đã xoay người biến mất không thấy. Trong sân,
Mục Nam Chi nhìn Diệp Chiến Thiên và Chu Á Phu, đa tạ. Chu Á Phu lắc đầu, vốn là bạn bè, tạ cái gì chứ? Bạn bè. Thiên Đạo khẽ gật đầu, trong lòng chợt ấm áp. Cho dù là mấy người Chu Á Phu hay Mục Nam Chi, năm đó đều đã từng kết giao với nàng ta, mà lần này nàng không ngờ được những người này đều quay lại. Thế nhưng, vẫn còn một người. Nam Minh Yêu Vương. Tại Trật Tự Thành. Sau khi trở về Trật Tự Thành, Tiểu Thất lập tức triệu tập các đại thần thần quốc bắt đầu bàn bạc. Mà Diệp Huyên lại được sắp xếp ở trong một căn phòng, chỉ thương cho hắn là kẻ điên họ Thái kia. Tả Thanh cũng ở đó. Ở bên giường, Tả Thanh hiếu kỳ quan sát Diệp Huyên, huynh ấy không sao chứ? Kẻ điên họ Thái không nói gì. Tả Thanh kinh ngạc nói, không phải là sắp chết rồi chứ? Kẻ điên họ Thái. Chương 1935. Có khi nào dục tốc bất đạt không? Lúc ấy, ngón tay Diệp Huyên ở trên giường chợt động đậy, Tả Thanh vội đi qua, Diệp ti tiện, à không phải, Diệp kiếm tu, huynh tỉnh rồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Tả Thanh vội nói, không sao chứ? Diệp Huyên lắc đầu, không nghiêm trọng lắm. Tả Thanh vẫn còn muốn nói thì kẻ điên họ Thái ở bên cạnh đột nhiên nói, để hắn yên tĩnh trước đã. Tả Thanh do dự chốc lát sau đó gật đầu. Rất nhanh sau đó, trong phòng chỉ còn lại một mình Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm mặc ngồi trên giường. Ngồi trầm mặc như vậy lại kéo đến cả nửa canh giờ. Lúc này, A Việt xuất hiện trước mặt hắn, nhìn Diệp Huyên trước mặt, A Việt thản nhiên nói, là cảm thấy bản thân rất yếu ấy hả? Diệp Huyên gật đầu. Yếu. Lần này đi vào trong tinh không khiến hắn sâu sắc hiểu được bản thân mình hiện tại là yếu đến thế nào. A Việt trầm giọng, ta cũng phát hiện ngươi hiện tại rất yếu, không được, nhất định phải nâng cao thực lực. Diệp Huyên nhìn A Việt thấp giọng nói, thứ nhất, ngươi cần kiếm, dùng kiếm để nâng cao cảnh giới của bản thân, cảnh giới chính là nền móng. Thứ hai, chúng ta cần phải mở tầng thứ bảy ra, mà tầng thứ bảy mở ra thì ngươi có thể học được cuốn sách quý kia. Có được cuốn sách quý đó thì ngươi sẽ có sức lực chiến đấu chống lại bất kỳ cao thủ nào. Thứ ba, ngươi cần phải nâng cao tu vi kiếm đạo, nhất định phải đạt đến cấp bậc kiếm thần. Thứ tư, tìm được Viêm Già kia về, với cả đạo tắc tầng thứ sáu, tất cả đạo tắc quay trở về vị trí cũ thì ngươi có thể vận dụng càng nhiều công năng của tháp này. Lúc này, tháp giới ngục liền xuất hiện trước mặt A Việt, nó liên tục gật đầu, tỏ ý tán thành lời nói của A Việt. A Việt đẩy tháp giới ngục ra, tiếp tục nói, bây giờ ngươi không cần phải làm cái gì cả, chỉ cần nâng cao thực lực. Diệp Huyên trầm giọng nói, có khi nào dục tốc bất đạt không? A Việt cười lạnh, dục tốc bất đạt, vậy ngươi muốn chờ chết sao? Diệp Huyên thấp giọng, A Việt cô nương, đại thế giới huyền hoàng gì đó so với thần quốc còn lợi hại hơn sao? A Việt lạnh nhạt nói, một nơi dám lăm le có ý đồ với ngũ duy, ngươi thấy có lợi hại hay không? Diệp Huyên im lặng lúc lâu, sau lại tức giận nói, mẹ nó, chết một người lại có một người còn mạnh hơn. Không chấm dứt nổi à, đều coi tôi dễ ức hiếp đúng không? A Việt lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngươi không dễ ức hiếp sao? Diệp Huyên, A Việt thấp giọng, ta cảm thấy, ngươi không thể khiêm tốn được rồi. Chương 1936, ta chưa từng nhắm vào hắn. Diệp Huyên vội nhìn A Việt nói. Bắt buộc phải mở tầng thứ bảy, với lại, hai thanh kiếm kia của đỉnh tháp, ngươi phải nghĩ cách mượn lấy mà dùng. Tầng thứ bảy. Diệp Huyên gật đầu, tầng thứ bảy, lại có một quyển sách quý võ học có 102. Một kiếm vô lượng. Nếu có thể học được, không biết có thể một kiếm giết chết được thiên mệnh hay không. Còn có cả kiếm đỉnh tháp. Thật ra, hắn cũng mơ ước hai thanh kiếm đỉnh tháp kia lâu rồi. Như nghĩ đến gì đó. Diệp Huyên lại nói, A Việt cô nương, cô nói không sai, bây giờ ta bắt buộc phải nâng cao thực lực bản thân. Nói rồi hắn nhìn kiếm mà bản thân đã lấy được từ chỗ mấy người tinh chủ, vẫn còn 17 thanh kiếm cấp bậc tạo hóa cảnh. 17 thanh, có lẽ tạm thời đã đủ. A Việt nói, ngươi tu luyện trước, ta đi tìm cái tên Viêm Già đã. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi gật đầu, vậy phải làm phiền A Việt cô nương rồi. A Việt lạnh giọng nói, ta không chỉ đơn giản là vì ngươi, mà cũng vì không để cho cái tháp này rơi vào trong tay của kẻ khác. Nói xong, nàng ta đã biến mất không thấy. Trong phòng chỉ còn lại Diệp Huyên. Lúc này,
Đế Huyền đột nhiên nói, tiểu tử, ta sắp tiến hóa rồi. Tiến hóa? Diệp Huyền vội hỏi, có nguy hiểm không? Đế Huyền cười nói, không có nguy hiểm gì lớn, đợi sau khi ta tiến hóa xong, đến lúc đó ngươi thấy ai không thoải mái thì lão tử đập chết kẻ đó, ha ha. Diệp Huyền cười nói, được. Đế Huyền nói, cùng nhau cố gắng thôi. Diệp Huyền gật đầu, nhẹ giọng nói, cùng nhau cố gắng. Một lúc sau, Đế Huyền đi đến tầng 2, sau đó bắt đầu kích phát huyết mạch mình. Bên ngoài, Diệp Huyền lấy ra 17 thanh kiếm tạo hóa, sau một lúc trầm mặc, hắn lấy ra một thanh kiếm đâm vào bụng mình. Hấp thụ. Rất nhanh sau đó, từng luồng năng lượng thuần khiết từ trong cơ thể hắn lan ra, thân thể hắn bắt đầu mạnh mẽ hấp thụ những năng lượng này. Ở một vùng tinh không xa xôi, một cô gái chậm rãi bước đi trong tinh hà, cô gái mặc váy trắng, tóc dài xõa sau lưng, đuôi tóc có thắt một dải lụa tím. Đi không bao lâu, không gian trước mặt cô gái váy trắng khẽ run lên, một lá chắn vô hình xuất hiện. Vẻ mặt cô gái váy trắng vô cảm, người phạm quy rồi. Qua một hồi lâu, một âm thanh từ trong sân vang lên, ta chưa từng nhắm vào hắn. Cô gái váy trắng khẽ nhắm hai mắt lại, hắn suýt nữa đã chết. Âm thanh đó lại nói, là thế lực của vũ trụ tứ duy nhằm vào hắn. Cô gái váy trắng đột nhiên mở mắt, vẻ mặt nàng ta vô cùng hung dữ, nếu hắn vì ngũ duy của ngươi mà có chuyện thì ta nhất định sẽ giết sạch toàn bộ người của ngũ duy ngươi. Im lặng một lúc lâu, âm thanh đó lại vang lên, nếu ba người các ngươi dám ép buộc phá vỡ ngũ duy, hắn sẽ phải chết. Cô gái váy trắng đột nhiên giống giận, xin ngươi, ra đây đánh một trận. Giết được ngươi, nếu quá hai kiếm, ta tự mổ bụng tại chỗ. Âm thanh kia lại im bặt. Chương 1937, quy phục. Cô gái váy trắng trong tinh không yên lặng đứng đó, búi tóc sau lưng nhẹ nhàng tung bay. Mà tinh không xung quanh vô cùng yên tĩnh. Qua một lúc lâu, cô gái váy trắng đi về phía xa, một lúc sau lại biến mất nơi chân trời tinh không mênh mông. Trật tự thành. Sau khi tiểu thất quay về thì lập tức truyền lệnh cho cả vũ trụ hỗn độn. Mời gọi người tài. Mà thần quốc mời gọi người tài, đối với người của cả vũ trụ hỗn độn mà nói chắc chắn là một chuyện vô cùng lớn. Nhất là phần thi này. Lúc trước, có thực lực thì được tôn trọng, không có thực lực thì học vấn người có tốt hơn nữa cũng chỉ là phù du. Nhưng bây giờ lại không giống vậy, cho dù người không biết tu luyện. Chỉ cần ngươi thật sự có tài thực học thì đều có thể sử dụng kiến thức một cách có ích, hơn nữa ở thần quốc, địa vị phần tử trí thức thật sự không phải cao cả bình thường. Võ đánh thiên hạ, văn trị quốc. Không chỉ vậy, rất nhiều cao thủ còn phải phục tùng theo mệnh lệnh của một vài phần tử trí thức. Trước đây, chuyện này hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được. Ngoại trừ chế độ thi cử thì thần quốc còn làm rất nhiều chuyện có lợi cho những hoang giới bên này. Ví dụ như đưa đến rất nhiều linh mạch long mạch, chuyện này khiến cho linh khí bên này cũng dần dần tăng lên nhiều. Hơn nữa, người bên này cũng có thể gia nhập thần quốc nỗ lực học tập. Trước đây, tài nguyên chủ yếu của bên này đều bị các thế lực liên minh trật tự nắm giữ, người bình thường muốn thăng cấp rất khó, nhưng bây giờ, bọn họ muốn thăng cấp thì có rất nhiều cách. Qua một thời gian, càng lúc càng có nhiều người tán thành thần quốc. Quy phục. Sau khi thần quốc thống nhất cả vũ trụ hỗn độn cũng không hề đốt phá cướp bóc, mà còn mang lại vô số lợi ích cho bên này, chuyện này khiến cho những người ở bên dưới bắt đầu tán đồng với thần quốc. Bên trong đại điện, tiểu thất ngồi ở vị trí người đứng đầu, trước mặt nàng ta ước chừng có hơn 200 người, những người này đều là người của nội các. Đứng đầu là một ông lão tóc trắng áo trắng. Người này chính là thần tướng Dịch Văn Phu của thần quốc, địa vị của ông ta ở thần quốc được tôn kính. Ngay cả tiểu thất cũng phải tôn kính gọi một tiếng thầy. Chương 1938, hắn sắp đột phá. Dịch Văn Phu nhìn tiểu thất, bệ hạ, ta nghe nói người muốn chinh chiến vũ trụ khác. Tiểu thất gật đầu, thầy có suy nghĩ gì? Dịch Văn Phu thấp giọng thở dài, bệ hạ, vũ trụ hỗn độn đã đủ lớn, thần quốc ta muốn quản lý vũ trụ hỗn độn một cách đàng hoàng đã không phải là chuyện đơn giản, nếu lại chinh chiến vũ trụ khác, ta sợ sẽ hao tốn tài của. Tiểu thất im lặng. Dịch Văn Phu lại nói, ta cho rằng, chúng ta bây giờ nên cai trị vũ trụ hỗn độn cho tốt, khiến cả vũ trụ hỗn độn càng trở nên lớn mạnh hơn cả trước kia. Tiểu thất gật đầu, thầy nói rất đúng, thế nhưng, không thể đề phòng được lòng người, thần quốc ta cho dù không nhất thống cả tứ duy,
nhưng lúc nào cũng phải chuẩn bị đối mặt với đủ các loại khiêu chiến. Dịch Văn Phu gật đầu, quả thực, thần quốc ta nhất định phải thật lớn mạnh. Tiểu Thất nói, thầy, chuyện trong nước tạm thời cứ giao cho người xử lý, ta muốn bế quan một thời gian. Dịch Văn Phu nhìn Tiểu Thất, bệ hạ muốn đột phá. Tiểu Thất gật đầu. Nghe vậy, Dịch Văn Phu mừng lớn trong lòng, thực lực Tiểu Thất càng mạnh đồng nghĩa với thần quốc càng mạnh. Có thể nói, Tiểu Thất lớn mạnh thì đối với cả thần quốc có lợi vô cùng lớn. Tiểu Thất nói xong liền đứng dậy rời đi. Trong điện, tất cả mọi người khẽ hành lễ sau đó lui xuống. Ở một nơi trên hành lang, Tiểu Thất chậm chậm bước đi, bên cạnh nàng ta là Nam Cung Uyển. Không lâu sau, Tiểu Thất đến phòng Diệp Huyên, nàng ta đang định bước vào thì đột nhiên, nàng ta nhíu mày sau đó dừng lại. Nam Cung Uyển hỏi, bệ hạ. Tiểu Thất nói, hắn sắp đột phá. Nam Cung Uyển liếc mắt nhìn phòng Diệp Huyên, không nói gì. Tiểu Thất mở lòng bàn tay, kiếm Thiên Chu xuất hiện trong tay nàng ta. Thanh kiếm này nàng ta vẫn chưa trả lại cho Diệp Huyên. Cầm thanh kiếm trong tay, Tiểu Thất nhẹ giọng nói, không biết là do ảo giác của ta hay là vì sao, nhưng ta cứ cảm thấy ngươi có phần bài xích ta, có đúng không? Kiếm Thiên Chu trầm mặc. Tiểu Thất khẽ cười, nàng ta thả lỏng tay, đi vào đi. Chương 1939. Phòng tu luyện của Tiểu Thất. Kiếm Thiên Chu không chút do dự, nó lập tức hóa thành một luồng kiếm quang bay vào phi kiếm của Diệp Huyên. Nam Cung Uyển thấp giọng nói, kiếm này thật không có mắt nhìn. Tiểu Thất lắc đầu, kiếm này không thích hợp với ta, thích hợp với hắn. Nam Cung Uyển không nói gì thêm. Tiểu Thất lại nói, sau khi hắn đi ra thì để hắn đến phòng tu luyện và phòng sách của ta, nếu hắn cần gì thì cứ giúp hắn nhiều nhất có thể. Nam Cung Uyển có chút kinh ngạc, bệ hạ. Tiểu Thất nhẹ giọng nói, nghe theo mà làm. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Nam Cung Uyển ở tại chỗ, trầm mặc. 3 ngày sau, Diệp Huyên đi ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng, Diệp Huyên ngẩng đầu mặt hướng lên trời, ánh mặt trời chiếu vào mặt hắn, cảm giác ấm áp, rất thoải mái. Qua một lúc lâu, Diệp Huyên hít một hơi thật sâu. Phá không cảnh. Sau khi hấp thụ hết 15 thanh kiếm tạo hóa cảnh, hắn từ ngự pháp cảnh đột phá đến phá không cảnh. Đương nhiên, cảnh giới vẫn còn khá thấp bởi vì bây giờ hắn còn cách đế cảnh đến tận mấy cảnh giới lớn nữa. Thế nhưng hắn chỉ có thể dừng lại, bởi vì kiếm không đủ dùng. Hơn nữa, tác dụng của kiếm cấp bậc tạo hóa cảnh càng lúc càng nhỏ. Phải nghĩ cách đi tìm kiếm cấp bậc đạo cảnh để hấp thụ. Lúc này, Nam Cung Uyển xuất hiện trước mặt hắn, nàng ta nhìn Diệp Huyên, bệ hạ đã phân phó, để ta đưa ngươi đến phòng tu luyện và phòng sách của ngươi. Diệp Huyên nhìn Nam Cung Uyển, phòng tu luyện của Tiểu Thất. Nam Cung Uyển thấp giọng nói, Diệp Huyên, ngươi có thể đừng xưng hô với bệ hạ như thế được không? Diệp Huyên hỏi, vậy ngươi thấy ta nên xưng hô thế nào? Nam Cung Uyển nói, ngươi gọi thẳng tên của bệ hạ như vậy, không hề tôn trọng. Diệp Huyên đi đến trước mặt Nam Cung Uyển, cười nói, ta không cảm thấy không tôn trọng, trong lòng ta xem nàng ấy như bạn bè, gọi tên bạn bè thì có làm sao? Chương 1940, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nam Cung Uyển nhìn Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên nói tiếp, có phải ngươi cảm thấy ta không có tư cách làm bạn nàng ấy? Nam Cung Uyển lạnh giọng nói, đây là do ngươi nói. Diệp Huyên cười nói, đây là chuyện giữa ta và nàng ấy, không hề liên quan đến ngươi, không phải sao? Nam Cung Uyển nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, người của thần quốc ta vốn không hề thích ngươi. Diệp Huyên hỏi ngược, ta cần các ngươi thích sao? Nam Cung Uyển nhìn Diệp Huyên một lúc lâu, cuối cùng nàng ta quay người rời đi, đi theo ta. Diệp Huyên khẽ nhún vai sau đó đi theo Nam Cung Uyển. Rất nhanh sau đó, Nam Cung Uyển đưa hắn đến phòng tu luyện của Tiểu Thất. Phòng tu luyện của Tiểu Thất cũng không quá lớn, mà trong phòng tu luyện này lại có 12 thanh kiếm. 12 thanh kiếm cấp bậc đạo cảnh. Nhìn thấy 12 thanh kiếm, Diệp Huyên lập tức sững người. Lúc này, Nam Cung Uyển đột nhiên nói, 12 thanh kiếm này đều là do quốc chủ thần quốc từng thời kỳ đã thu thập được, chủ nhân của mỗi thanh kiếm cơ bản đều từng đạt đến kiếm thần siêu phàm. Nói rồi nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, người hiểu ý ta không? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ý gì? Nam Cung Uyển nhìn Diệp Huyên chằm chằm,
đừng có giả ngốc với ta, những kiếm này ngươi không thể động vào. Diệp Huyên hỏi, tiểu thất nói với ngươi là ta không thể động vào sao? Nam Cung Uyển có hơi tức giận, ngươi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi lại nói, Nam Cung quốc sĩ, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, lúc đó ấn tượng của ta đối với ngươi thật sự không tệ, bởi vì trên người có loại khí chất trầm tĩnh. Nhưng bây giờ, ngươi là vì nguyên do là ta, hay nguyên do ở bản thân ngươi mà lại trở nên nóng nảy như vậy? Nam Cung Uyển nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, tiểu thất là thần chủ của ngươi, không phải của ta, chuyện giữa ta và nàng ấy, tốt nhất ngươi cũng đừng quan tâm, mà ngươi cũng không có tư cách quan tâm, đây là lần cuối ta nói chuyện khách khí với ngươi, lần sau còn lại nhảy thì ta nhất định sẽ không khách khí đâu. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn Nam Cung Uyển, chọc giận ta chắc chắn giết chết ngươi. Nam Cung Uyển nhìn Diệp Huyên, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Vừa dứt lời, sau lưng nàng ta đột nhiên xuất hiện hai bóng người áo đen. Chương 1941, đừng so đo với kẻ tầm thường như ta. Diệp Huyên nhìn Nam Cung Uyển, ngay sau đó, một thanh phi kiếm chém thẳng về phía Nam Cung Uyển. Mà hai người áo đen sau lưng Nam Cung Uyển đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta, hai người đồng loạt ra tay, thế nhưng ngay sau khi một kiếm kia của Diệp Huyên chém xuống, chớp mắt hai người đã bị chém bay đi. Diệp Huyên bước một bước về phía trước, tay cầm kiếm Thiên Chu chém thẳng về phía đầu Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển khẽ nheo hai mắt, chợt lùi về sau, lập tức rời khỏi phòng tu luyện, nhưng thanh kiếm kia của Diệp Huyên vẫn ở trên đỉnh đầu nàng ta. Kiếm này nếu rơi xuống, chắc chắn nàng ta sẽ bị cắt đôi. Có rất ít thứ có thể ngăn cản được kiếm Thiên Chu. Ngay lúc này, một thanh trường đao đột nhiên chém vào kiếm Thiên Chu của Diệp Huyên. Kiếm Thiên Chu rung động dữ dội, bay trở lại trong tay Diệp Huyên. Mà ở trước mặt Nam Cung Uyển, là một người đàn ông trung niên đứng đó. Diêm đao. Người đàn ông trung niên che mắt, tay phải đặt trên cán đao, khí tức tập trung vào Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Diêm đao, ngay sau đó, một cái tháp nhỏ hư ảo xuất hiện giữa hàng mày của hắn. Nhìn thấy tháp nhỏ hư ảo này, Diêm đao chợt nhíu mày mà sắc mặt Nam Cung Uyển lập tức thay đổi. Nàng ta gầm lên, Diệp Huyên, ngươi lên cơn gì vậy? Tháp giới ngục. Uy lực của tháp nhỏ này nàng ta đã từng được thấy, có thể nói, trong cả thần quốc này, e là chỉ có tiểu thất mới có thể miễn cưỡng chống đỡ nổi tháp nhỏ này. Ngay lúc này, tháp giới ngục chợt rung lên dữ dội, trực tiếp trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Diêm đao. Cả cơ thể Diêm đao lập tức bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ khóa chặt, mà trên đỉnh đầu hắn lại xuất hiện một chữ tù đỏ như máu. Thấy vậy, sắc mặt Nam Cung Uyển lập tức tái nhợt, nếu Diêm đao bị Diệp Huyên giết chết vì nàng ta thì nàng ta thật sự phạm tội lớn rồi. Phải biết là cao thủ như Diêm đao ở trong thần quốc cũng vô cùng hiếm có thể nói là lực lượng đứng đầu của thần quốc. Nàng ta không ngờ tới, Diệp Huyên này lại điên cuồng như vậy, nói muốn giết người thì giết người thật luôn. Nam Cung Uyển thấp giọng nói, Diệp công tử, mới vừa nãy là do ta không đúng, xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Đừng so đo với kẻ tầm thường như ta. Thế nhưng Diệp Huyên vẫn không hề dừng lại, mà bên dưới tháp giới ngục kia, thân thể Diêm đao đã bắt đầu trở nên hư ảo. Chương 1942. Người này, rất nguy hiểm. Nam Cung Uyển vừa sợ vừa giận, nàng ta vội nói, Diệp công tử, bệ hạ đối đãi với ngươi không hề tệ, ngươi hành động tuyệt tình như vậy, sau khi ngươi xuất quan thì ngươi đối mặt với người thế nào? Nghe vậy, Diệp Huyên ở cách đó không xa khẽ nhíu mày, im lặng trong chốc lát, tháp giới ngục trên đỉnh đầu Diêm đao dừng lại, nó quay trở lại trước mặt Diệp Huyên. Thấy vậy, Nam Cung Uyển lập tức thở nhẹ một hơi. Diệp Huyên nhìn thẳng Nam Cung Uyển và Diêm đao, ta biết, thần quốc ngươi không coi trọng Diệp Huyên ta. Nhưng không sao cả, ta cũng không cần các ngươi coi trọng. Lần này, nể mặt tiểu thất, lần sau, còn chọc giận ta cam đoan sẽ giết chết ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau lưng, Nam Cung Uyển thấp giọng nói, Diệp thành chủ, bệ hạ để ngươi đến phòng tu luyện của người để tu luyện, đồng thời cũng để ta giúp ngươi bằng mọi khả năng, ngươi có cần gì? Cút xa ra. Cách đó không xa, tiếng thét phẫn nộ của Diệp Huyên truyền đến, ngay sau đó hắn đã biến mất ở nơi xa. Diệp Huyên đi không chút do dự. Trong sân, Nam Cung Uyển trầm mặc. Lựa chọn của Diệp Huyên khiến nàng ta có hơi bất ngờ,
từ trước tới giờ, theo như nàng ta thấy, Diệp Huyên là kiểu vô cùng vô sỉ đến mức không có điểm dừng. Mà lúc này nàng ta lại phát hiện, thật ra người này rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo, kiêu ngạo từ trong xương cốt. Lúc này, Diêm Đào ở cách đó không xa đột nhiên nói, người này, rất nguy hiểm. Nam Cung Uyển nhìn Diêm Đào nhẹ giọng nói, bệ hạ coi trọng người này như vậy, tất có thâm ý. Nam Cung Uyển thấp giọng nói, ngoại trừ mấy bảo vật kia, rốt cuộc hắn có chỗ nào đặc biệt. Diêm Đào lắc đầu, hắn từ một thế giới nhỏ đi đến đây đã không hề đơn giản rồi. Hơn nữa, bệ hạ xem trọng hắn, thậm chí xem hắn là bạn bè, thì sao có thể thật sự là một người đơn giản được. Nam Cung Uyển trầm mặc. Diêm Đào lại nói, Nam Cung, chuyện hắn và bệ hạ, thật sự ngươi không nên quan tâm, bệ hạ sẽ không thích đâu. Nam Cung Uyển khẽ cúi đầu, im lặng. Diêm Đào nói, nhìn người sao có thể nhìn bên ngoài. Nói xong hắn ta quay người rời đi. Chương 1943, đi đến một nơi. Nam Cung Uyển ở đó im lặng một lúc lâu rồi cũng quay người đi mất. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi Trật Tự Thành, đã quay về Thần Võ Thành. Thời khắc này, hắn đã đạt đến phá không cảnh mà về mặt tu vi kiếm tu thì đã đạt đến kiếm thánh siêu phàm. Thế nhưng, như vậy vẫn còn không đủ. Nhất định phải đạt đến kiếm thần. Mà muốn đạt đến kiếm thần, rõ ràng không phải chuyện đơn giản. Thật ra, đến thần quốc là lựa chọn tốt nhất, bởi vì trong thần quốc bây giờ có kiếm thần, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quay lại. Trong thần quốc, ngoại trừ Tiểu Thất thì những người kia đều nhìn Diệp Huyên hắn không thuận mắt. Mà Diệp Huyên hắn chính là như vậy, người nguyện ý làm bạn với ta, ta nhất định sẽ thật lòng đối đãi. Nếu ngươi chướng mắt ta thì ta cũng ngứa mắt ngươi. Người không cầu người đều giống như nhau. Ngay lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, người muốn đột phá đến kiếm thần. Diệp Huyên sững người. Em Mờ Thanh của tầng 6. Diệp Huyên vội hỏi, tiền bối, người tỉnh rồi. Tầng 6 nói, ừ. Diệp Huyên thấp giọng nói, tiền bối, bây giờ người có thể đi ra không? Tầng 6 nói, còn thêm chút thời gian nữa. Một khi đến lúc ta sẽ đi ra. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, tiền bối, sau khi người đi ra sẽ giết ta sao? Nói thật, hắn vẫn có hơi lo lắng, bởi vì tầng 6 này từ khi bắt đến hiện tại đều quá dễ nói chuyện đến mức khiến hắn cảm thấy có chút không bình thường. Tầng 6 nói, xem tình hình. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng ngắc. Xem tình hình. Sắc mặt Diệp Huyên u ám, tiền bối, xem tình hình gì? Tầng 6 nói, không có gì, chẳng phải ngươi muốn đạt đến kiếm thần sao? Ta có thể giúp ngươi không? Diệp Huyên thấp giọng nói, giúp thế nào? Tầng 6 nói, đi đến một nơi. Diệp Huyên hỏi, nơi nào? Chương 1944, cô gái nhỏ kia rất yêu nghiệt. Tầng 6 nói, mộ kiếm thái hư. Diệp Huyên trầm giọng, ở vũ trụ hỗn độn sao? Tầng 6 nói, không. Diệp Huyên cười khổ, vậy đi thế nào? Tầng 6 nói, ta đưa ngươi đi. Vừa dứt lời, không gian trước mặt Diệp Huyên lập tức nứt ra. Diệp Huyên hơi do dự, tiền bối, sau khi ta đi rồi thì có thể quay lại không? Tầng 6 nói, tình huống bình thường thì không thể. Diệp Huyên, lúc này, tầng 6 lại nói, đi vào đi, cơ hội chỉ có một lần, tự ngươi lựa chọn. Diệp Huyên không còn lưỡng lự nữa. Trực tiếp đi vào bên trong khe nứt không gian kia, rất nhanh sau đó, khe nứt không gian lại khép lại. Trong thông đạo không gian, Diệp Huyên đi xuyên qua một đường. Bởi vì có đạo tắc không gian vì vậy xuyên qua không gian này không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, mộ kiếm thái hư này là nơi thế nào? Tầng 6 nói, đã từng là một tông môn kiếm tu vô cùng lợi hại. Diệp Huyên hỏi, lợi hại đến thế nào? Tầng 6 nói, ta không biết nên diễn tả cho ngươi thế nào, bởi vì cao thủ trong mắt ngươi và cao thủ trong mắt ta không hề giống nhau. Diệp Huyên, ngay lúc này, không gian xung quanh đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, chuyện gì vậy? Tầng 6 nói, không gian dao động, ngươi có đạo tắc không gian, sẽ không có vấn đề gì cả. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì tốt. Tầng 6 đột nhiên lại hỏi, cô gái nhỏ kia rất yêu nghiệt. Diệp Huyên trầm giọng nói, người nói đến Tiểu Thất sao? Tầng 6 nói, ừ,
một tiểu nha đầu vô cùng yêu nghiệt, nhưng ngươi cũng sẽ không kém nàng ta, chẳng qua là, chuyện của ngươi quá nhiều, có rất ít thời gian chuyên tâm cho kiếm đạo. Hơn nữa từ nhỏ đã không có người truyền thụ kiếm đạo cho ngươi, so sánh ngươi với nàng ta thì ngươi đã thua ở điểm xuất phát. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tiền bối, người không hổ là cao thủ siêu cấp đến từ thời đại xa xôi, dưới thiên hạ này cũng chỉ có người mới có thể liếc mắt đã nhìn rõ bản chất và chân tướng sự việc, ta, khâm phục người. Tầng 6 trầm mặc một lúc lại nói, đã lâu không gặp, da mặt ngươi sao càng lúc càng dày rồi. Diệp Huyên. Lúc này, không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn sang, ngay sau đó hắn đã tiến vào trong ánh sáng trắng. Chương 1945, Ma thần thượng cổ. Một lúc sau, Diệp Huyên xuất hiện trên một đồng bằng, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa có một cung điện màu đen, cung điện tối đen, vô cùng u ám. Xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Diệp Huyên cảm thấy hơi lạnh, tiền bối, đây là. Tầng 6 nói, vào điện. Diệp Huyên nhìn cung điện kia, bên trên cung điện có hai ký tự lớn màu đỏ, ma điện. Diệp Huyên cau mày, tiền bối, ma điện này là gì? Tầng 6 nói, ta đã từng sống ở cung điện này, vào trong có bảo bối. Bảo bối. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, cái này, sao lại không biết ngượng như vậy? Ha ha. Nói xong, hắn chạy vội vào bên trong điện. Tầng 6. Sau khi vào bên trong điện, Diệp Huyên lập tức cảm nhận được một luồng hơi thở vô cùng tà ác, hơi thở này khiến cả người hắn lạnh lẽo, rất khó chịu. Diệp Huyên âm thầm nâng cao lòng cảnh giác, nơi này trông như không phải chỗ tốt lành. Đột nhiên tầng 6 nói, đi vào sâu bên trong. Diệp Huyên hơi do dự rồi nói, tiền bối, không phải là người muốn đoạt xác ta chứ? Tầng 6 lạnh lùng nói, có phải ngươi bị ám ảnh ảo tưởng không? Đoạt xác ngươi, ngươi có tháp sách này ở đây thì ai có thể đoạt xác ngươi? Vả lại, ta thật sự là một người tốt, ngươi có hiểu không? Người tốt? Vẻ mặt Diệp Huyên hơi kỳ lạ, tiền bối, ngươi nói như vậy, ta có chút hoảng sợ đấy. Tầng 6 nói, vậy ngươi quay về đi. Diệp Huyên cười nói, đùa thôi, nếu ta không tin tiền bối thì sẽ không đến chỗ này rồi. Nói xong, hắn đi vào nơi sâu bên trong, một lát sau, Diệp Huyên dừng lại, trước mặt hắn là một hồ nước, không đúng, là một hồ máu, ngập tràn máu, nhưng dường như đã bị đông cứng lại. Diệp Huyên không hiểu, tiền bối, đây là... Tầng 6 nói, máu của ma thần thượng cổ. Diệp Huyên hỏi, ma thần thượng cổ. Tầng 6 nói, một cao thủ rất lâu về trước, rất lợi hại. Diệp Huyên hỏi, lợi hại thế nào? Tầng 6, là kiểu rất lợi hại. Diệp Huyên lại hỏi, có lợi hại như chủ nhân kiếm đỉnh tháp không? Tầng 6 im lặng một lúc, sau lại nói, ngươi còn kiếm chuyện với ta như vậy nữa, ta có thể sẽ đánh chết ngươi. Diệp Huyên, chương 1946, nhập ma đi, ma thần thượng cổ. Diệp Huyên nhìn về phía cái ao đầy máu kia, nói khẽ tiền bối, người bảo ta tới đây làm gì? Tầng 6 nói, ta không lừa ngươi đâu. Nhóc con, ta quan sát ngươi bao lâu nay rồi, cảm thấy ngươi thích hợp trở thành truyền nhân của ma đạo chúng ta, thế nên mới dẫn ngươi tới đây để nhập ma. Nhập ma. Gương mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tầng 6 lại nói, có hứng thú không? Diệp Huyên trầm giọng, tiền bối, nhập ma là ý gì? Tầng 6 bảo, thì là đi theo đạo thống ma đạo chúng ta, trở thành truyền nhân của ma đạo. Diệp Huyên trầm mặc. Ma sao? Hắn biết quá ít về thứ được gọi là ma này. Tầng 6 nói về ưu điểm trước nhé. Đầu tiên, hấp thu xong ao máu này, thì nó có thể giúp thay đổi thân thể của ngươi, hẳn là có thể phong đế cho thân thể ngươi. Thứ hai, có thể nhận được truyền thừa của ma đạo chúng ta, tất nhiên có lẽ ngươi sẽ cảm thấy chướng mắt với những đồ vật bình thường, thế nhưng, có hai thứ chắc chắn ngươi sẽ rất thích đấy. Diệp Huyên vội hỏi, thứ gì? Tầng 6 nói, phần mộ, táng quyền. Diệp Huyên hỏi tiếp, phần mộ, táng quyền. Tầng 6 giải thích, cái gọi là phần mộ, nó chính là một món trí bảo của ma tộc chúng ta, tác dụng của nó có phần tà ác một chút. Còn về táng quyền, nó chính là võ học cao nhất của ma đạo chúng ta, có thể chôn vùi cả thế gian. Rất lợi hại. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, tiền bối, vậy có chỗ hại không? Tầng 6 nói, cũng có. Khi đã nhập ma rồi thì tính cách cũng tùy hứng hơn hẳn,
thế nhưng, người hiện giờ và lúc nhập ma không có gì khác biệt. Diệp Huyên trầm mặc. Tầng 6 tiếp tục nói, ta không có bao nhiêu thời gian, người mau chóng cho ta câu trả lời chắc chắn đi. Diệp Huyên đáp, nhập ma đi. Lúc này đây, hắn cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều điều, tăng được thực lực mới là điều quan trọng nhất. Tầng 6 nói, xuống đó đi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó nhảy xuống ao máu kia. Hắn vừa mới nhảy xuống, cả ao máu lập tức sôi trào. Á! Chương 1947. Còn có thứ đau đớn hơn. Một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang dội khắp đại điện trống trải. Giờ phút này, Diệp Huyên cảm giác toàn thân mình sắp sửa bị đống ma huyết kia xé rách. Tầng 6 đột nhiên bảo, kiên trì chút nữa đi, số ma huyết thượng cổ này muốn dung hòa vào thân thể ngươi, thế nên sẽ phải chịu chút đau đớn. Diệp Huyên đau khổ nói, tiền bối, thế này đâu phải chỉ có đau một chút thôi. Tầng 6 nói, còn có thứ đau đớn hơn. Diệp Huyên, tầng 6 nói không sai chút nào, chỉ chốc lát sau, làn da của hắn cứ như bị ăn mòn từng chút một, loại đau đớn kia không thể dùng từ ngữ để hình dung. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Huyên vội hỏi, tiền bối, hình như máu của ta không bài xích số ma huyết này thì phải. Tầng 6 đáp, số ma huyết này đang thay đổi thân thể ngươi, chứ không làm biến đổi huyết mạch, thế nên huyết mạch của ngươi sẽ không bài xích nó. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Thời gian cứ thế trôi qua từng chút, số lượng ma huyết trong hồ cũng ngày càng ít. Thân thể Diệp Huyên dần hấp thu hết chỗ ma huyết kia, sau khi hấp thu xong, cả thân thể bắt đầu có chuyển biến. Mấy ngày sau, ma huyết thượng cổ bên trong hồ đã bị Diệp Huyên hấp thu hết. Sau khi hấp thu hoàn toàn, máu tóc của hắn dần dần biến thành màu nâu đỏ, còn xung quanh người phát ra một loại khí thế màu đỏ kỳ quái. Đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên phát ra từ trong người hắn. Luồng khí tức kia phóng thẳng lên trời, lập tức khiến cả đại điện chấn động kịch liệt. Tầng 6 nói, tiểu tháp, giúp hắn chấn áp xuống, không cho khí tức của hắn thoát ra ngoài. Tháp giới ngục liền xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyên, chỉ một lát, luồng khí tức phát ra từ thân thể hắn đều bị nó hấp thu. Thế nhưng, luồng khí tức phát ra từ trên thân thể Diệp Huyên lại càng lúc càng mạnh. Không chỉ có vậy, Diệp Huyên khẽ chau mày, ở giữa hai hàng lông màu dần xuất hiện một chữ ma mờ mờ. Thời gian dần trôi, ấn kỳ chữ ma kia càng ngày càng sâu, cuối cùng màu sắc của nó đã đỏ sậm như được ngưng tụ từ máu tươi vậy. Đến lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt. Uỳnh, chương 1948, tiến vào đế cảnh. Một luồng khí tức mạnh mẽ phóng thẳng lên trời, tháo giới ngục trên đỉnh đầu Diệp Huyên nhất thời rung động mạnh mẽ. Nhưng nó vẫn cố hấp thu luồng khí tức kia. Diệp Huyên đứng dậy, giờ phút này thân thể hắn sẽ khác hoàn toàn trước kia. Nửa người trên trần trụi, gân xanh nổi rõ, ngập tràn thứ sức mạnh mang tính bùng nổ. Giữa lông mày hắn có một ấn ký chữ ma như được ngưng tụ từ máu tươi, không chỉ vậy, quanh người hắn còn có những khí thể màu đỏ máu đang bay bay. Ma! Lúc này, tầng 6 đột nhiên lên tiếng, bây giờ ngươi đã nhập ma rồi. Trên người ngươi đã có ma tính. Cái gọi là ma tính chính là bản tính của ngươi, ma sẽ phóng thích bản tính của ngươi ra ngoài, ví dụ như ngươi vốn dĩ rất vô sỉ, háo sắc, vậy thì hiện giờ ngươi sẽ càng vô sỉ và háo sắc hơn. Diệp Huyên, tầng 6 lại nói, ma cũng chính là nhân tính, cũng là một loại nguyên tắc giống như thứ truy cầu bản tâm của kiếm tu các ngươi. Bây giờ ngươi chỉ cần khống chế ma tính của chính mình. Bởi vì truy cầu bản tâm không phải để ngươi muốn làm gì thì làm đó. Mà chúng ta cũng vậy, cũng có giới hạn đạo đức cuối cùng của bản thân. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Ma ư, giờ phút này hắn chưa cảm nhận được sau khi mình nhập ma có điểm gì khác biệt, điều khác biệt duy nhất đó là thực lực hiện giờ của hắn đã tăng lên rõ rệt. Thân thể lên cấp đế. Thân thể của hắn hiện giờ đã lên tới cảnh giới phong đế. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được sức mạnh tràn trề khắp toàn thân. Luồng sức mạnh này không phải ngoại lực, mà là sức mạnh của chính hắn. Sức mạnh thân thể. Diệp Huyên có đôi phần cảm khái, hắn không ngờ cảnh giới còn chưa bước vào đế cảnh mà thân thể lại đạt tới trước. Tiến vào đế cảnh. Tầng 6 đột nhiên nói, bên trong thân thể ngươi hiện giờ, số ma huyết thượng cổ kia vẫn chưa được hấp thu hết sạch, đến lúc hấp thu hoàn toàn rồi thì thân thể ngươi còn có thể được nâng cao hơn. Nhưng hiện giờ ngươi không thể tiếp tục nâng lên nữa,
bởi vì cảnh giới của ngươi quá thấp, khoảng cách của thân thể và cảnh giới quá xa cũng không phải chuyện tốt gì. Diệp Huyên gật đầu, đúng là vậy. Dường như nghĩ tới điều gì đó, hắn liền vội hỏi, tiền bối, vậy còn phần mộ và táng quyền kia? Tầng 6 nói, đi theo bên trái vào trong. Chương 1949, giữ lấy đi, sẽ có tác dụng. Diệp Huyên nhìn sang bên trái, nơi đó có một lối đi nhỏ, hắn không nghĩ nhiều mà cứ thế đi vào. Diệp Huyên đi theo con đường nhỏ, cuối cùng nhìn thấy một gian mật thất, trên vách tường trong mật thất kia có treo một bức tranh. Bên trên bức tranh là một người đàn ông trung niên, ông ta mặc một bộ trường bào màu trắng, tay cầm một cuốn sách, trên người lộ rõ khí thế ung dung nho nhã. Diệp Huyên khẽ liếc mắt đánh giá bức họa, tiền bối, đây không phải là người đó chứ. Tầng 6 nói, có gì lạ à? Diệp Huyên cười hề hề, không có gì, không có gì hết. Dứt lời, ánh mắt hắn lướt tới phía dưới bức tranh, nơi đó đặt một cuốn bí tịch cổ, và một chiếc nhẫn không gian. Diệp Huyên đi tới, cầm lấy cuốn sách cổ. Táng quyền. Diệp Huyên khẽ hỏi, tiền bối, táng quyền này có cấp bậc gì vậy? Bí tịch võ học có 102 ư. Tầng 6 thoáng im lặng, sau đó mới lên tiếng, cũng gần gần. Diệp Huyên hỏi, gần gần là ý gì? Tầng 6 đáp, ngươi có thể bớt tò mò được không hả? Chẳng phải cứ thể học là được rồi sao? Diệp Huyên. Tầng 6 lại nói, bản táng quyền này phối hợp với nhục thể của ngươi sẽ có hiệu quả. Về phần mộ kia. Nói tới đây, hắn bỗng im lặng. Diệp Huyên nhìn sang chiếc nhẫn không gian, hắn dùng thần thức dò xét, bên trong chiếc nhẫn chính là một phần mộ. Một ngôi mộ không có tên. Nhìn thấy phần mộ này Diệp Huyên hơi nhíu mày, tiền bối, đây là. Tầng 6 nói, là chí bảo của ma tộc chúng ta, nghe nói bên trong chôn cất một người, nhưng rốt cuộc là ai thì ta cũng chịu, dù sao ngươi cứ giữ lấy đi, biết đâu một ngày nào đó người kia đột nhiên tỉnh dậy rồi mang đến cho ngươi niềm vui bất ngờ thì sao? Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, là niềm vui bất ngờ. Hay là kinh hãi vậy? Tầng 6 bảo, giữ lấy đi, sẽ có tác dụng. Diệp Huyên gật đầu, được. Dứt lời, hắn thu chiếc nhẫn vào trong tháp giới ngục. Tầng 6 nói, ta ngoài đi, tu luyện bộ táng quyền này cho ta dạy ngươi. Chương 1950, vũ trụ hỗn độn bị hủy diệt ư. Diệp Huyên vui vẻ trong lòng, được. Nói xong, hắn rời khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện là cảnh tượng gió bụi cuồn cuộn, linh khí bốn phía vô cùng ít ỏi, sắc trời u ám, chẳng có chút ánh nắng nào. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, đây là nơi nào vậy? Tầng 6 đáp, một nơi bị lịch sử lãng quên, trước kia nơi này cũng rất phồn hoa, đáng tiếc không thể giữ được dáng vẻ ấy mãi mãi. Vũ trụ hỗn độn của các ngươi rồi cũng sẽ có ngày bị hủy diệt như thế thôi. Diệp Huyên trầm mặc, vũ trụ hỗn độn bị hủy diệt ư? Hắn không có thời gian để nghĩ quá nhiều, bởi vì hiện giờ hắn chỉ nghĩ đến việc phải làm sao để bản thân không bị hủy diệt. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, bắt đầu đu tới một khu đất trống, sau đó hỏi, tiền bối, bộ táng quyền này luyện kiểu gì? Tầng 6 đáp, táng quyền, ý của nó chính là chữ táng. Còn táng là gì? Chính là mai táng, một quyền của ta đánh ra, nếu không phải địch mai táng ta thì chính là ta mai táng địch. Cách tu luyện vô cùng đơn giản, chủ cần dựa vào sức mạnh thân thể rồi vận hành kinh mạch theo chỉ dẫn. Nhưng mỗi lần thi triển táng quyền thì cũng làm nghịch chuyển kinh mạch huyền khí, bởi vậy sẽ có cảm giác hơi đau. Hơi đau? Diệp Huyên hỏi, tiền bối, thật sự chỉ hơi hơi thôi sao? Tầng 6 nói, ừ. Mặt Diệp Huyên đen xì, còn lâu ta mới tin. Nhưng hắn cũng không có cách nào, bởi vì hắn muốn thử xem uy lực của táng quyền rốt cuộc mạnh tới đâu. Thân thể hiện giờ của hắn là đế cảnh, nếu như tu luyện một môn quyền kỹ cường đại, chắc hẳn lực chiến đấu sẽ tăng gấp bội. Đau thì đau đi vậy. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này, một luồng khí lưu bắt đầu chuyển động tán loạn trong cơ thể hắn, rất nhanh, luồng khí lưu kia bắt đầu ngược dòng kinh mạch của hắn. Trong giây lát ấy, Diệp Huyên đột nhiên mở bừng mắt, ngũ quan nhanh chóng vặn vẹo, tiền bối, đau dã man mà. Tầng 6 bảo, vậy ngươi khóc đi. Diệp Huyên, huyền khí nghịch chuyển kinh mạch. Loại cảm giác này chẳng khác nào kinh mạch đang bị kim đâm vậy, đau muốn chết. Thế nhưng Diệp Huyên vẫn cắn răng kiên trì. Nếu mới có xíu siêu khổ đau này mà cũng không chịu được,
vậy hắn thật sự chỉ có thể chờ chết mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 57.